Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 181, con sâu làm dầu nồi canh. Chủ tịch Vương, bọn họ rõ ràng là vụ oan, anh xem, anh cả ngày bận rộn công tác, những chuyện nhỏ nhặt thế này cứ để cho chúng tôi về xử lý. Đội trưởng Cát vẫn không quên cố gắng, hắn tranh thủ nói. Không cần, đây là án kiện kêu oan, không sử dụng cục công an các anh. Vương Tử Quân vung tay lên dùng giọng chân thật nói với đội trưởng Cát. Mạc Tiểu Bắc nãy giờ luôn chú ý tất cả những gì đang xảy ra, nàng nhìn thấy Vương Tử Quân giận tím mặt, thế là đi đến chậm rãi nói. Có chuyện gì xảy ra? Điều này, cô không cần xen vào, tôi sẽ nhanh chóng xử lý thỏa đáng. Vương Tử Quân nhìn gương mặt trong sạch như băng của Mạc Tiểu Bắc, không biết vì sao hắn lại không muốn cho nàng biết một chuyện xấu xa như vậy. Lý Thiết Trụ được đám đội viên phòng ngự buông ra, hắn chạy vài bước đến bên cạnh cô bé bên kia, lúc này hắn vẫn cầm trong tay một cân bánh quai trèo, cầm lấy như một món hàng cực kỳ quý giá. Con ngoan, ăn đi, đây là bánh quai trèo mà con thích nhất. Lý Thiết Trụ run rẩy lấy ra một cái bánh quai trèo đưa vào miệng cô bé. Cô bé vẫn không nói lời nào, nhưng lúc này ánh mắt trống rỗng đã có chút khát vọng. Thì ra Lý Thiết Trụ cướp bánh cũng vì muốn an ủi con gái mình. Lúc này Vương Tử Quân chợt cảm thấy mũi mình cay cay, đúng là một người cha anh hùng hảo hán. Những năm nay dân kiện quan muốn thắng cũng rất khó, lúc bắt đầu thì lòng căm phẫn bùng lên mãnh liệt, nhưng sau vài tháng bị chèn ép làm khổ, kết cục sẽ rơi vào tình huống đơn thân độc mã hoặc táng gia bại sản. Ông chủ, cho thêm vài cái bánh quai trèo nữa. Vương Tử Quân nhìn ông chủ mập rồi khẽ phân phó. Được rồi. Ông chủ lên tiếng, chỉ một lát sau đã chạy đến bỏ thêm vài chiếc bánh vào trong túi của Lý Thiết Trụ. Cậu em, anh không biết, cho anh xin lỗi, sau này nếu con gái thích ăn bánh quai trèo cứ đến tìm anh sẽ lo tất. Ông chủ mập lên tiếng, sau đó dùng bàn tay sờ lên đầu cô bé rồi đi ra. Các anh chị đi theo tôi. Vương Tử Quân đi đến trước mặt vợ chồng Lý Thiết Trụ rồi trầm giọng nói. Mạc Tiểu Bắc thấy Vương Tử Quân chuẩn bị đi thì lại hỏi. Sư đoàn của chúng tôi cách đây không xa, có gì anh cứ đến tìm tôi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng đi về phía văn phòng khối chính quyền huyện Lô Bắc. Vương Tử Quân còn chưa kịp quay về khu văn phòng khối chính quyền thì điện thoại chợt vang lên, hắn lấy ra xem, là một dãy số lạ. Vương Tử Quân có chút nghi hoặc, hắn bấm nút nghe, đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh trầm thấp. Chủ tịch Vương, anh đã đến huyện Lô Bắc được nhiều ngày, tôi thấy anh rất bận. Cũng xấu hổ không muốn quấy rầy. Hôm nay tôi bày tiệc ở thôn Giáp Ngư, mong anh cho tôi một cơ hội mời anh đến đón gió tẩy trần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuy người đến không báo danh nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể hiểu được thân phận của đối phương, đó là Cơ Tòng Lương, Cục trưởng Cục Công an huyện Lô Bắc. Theo tin đồn thì vị Cục trưởng Cục Công an này rất mạnh mẽ, thậm chí còn ép được cả Bí thư Ủy ban Tư pháp Quách Vạn Thần, cũng coi như là một nhân vật có quyền thế. Bây giờ Cơ Tòng chính hạ thấp tư thái gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, ý nghĩ đã quá rõ ràng, đối phương đưa đến cho mình một cành ô liu, chỉ cần mình tiếp nhận, như vậy khoảng thời gian tới mình sẽ sống khá giả ở huyện Lô Bắc. Nhưng cành ô liu như vậy mình có tiếp nhận hay không? Vương Tử Quân cũng không thèm nghĩ mà có ngay đáp án, trà trộn quan trường thì nhiều chuyện không thể nào tích cực được, nước quá trong không có cá, người nhìn vào chằm chằm sẽ không có tương lai. Hắn nhiều khi cũng có thỏa hiệp với nhiều ước định trong quan trường. Nhưng sự kiện này hắn cảm thấy mình khó thể nào nhân nhượng được. Không cần. Vương Tử Quân nói ra hai chữ chém đinh chặt sắt, giống như quyết định đóng lại một cánh cửa có thể tạo ra mối quan hệ hòa hoãn với lãnh đạo Cục Công an bản địa. Nhưng dù kết quả sự việc là thế nào thì hắn cũng sẽ không hối tiếc. Đầu dây bên kia trở nên trầm mặc, cuối cùng chỉ nói ra một chữ tốt, sau đó cúp máy. Dù đối phương tỏ thái độ rất hàm xúc. Thế nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể nghe thấy đó là một âm thanh lạnh lùng. Một chiếc xe từ phía xa vọt đến, là một chiếc xe 7 chỗ, không có biển số, nhưng khoảnh khắc khi xe phóng đến, có vài tên đàn ông cao lớn vạm vỡ trực tiếp nhảy xuống, sau đó phóng về phía Vương Tử Quân và ba người nhà Lý Thiết Trụ. Vương Tử Quân nhìn về đám đàn ông phía trước, hắn xem như làm việc nghĩa không chùn bước, trong lòng hắn thật sự như tấm gương sáng, hắn biết những người này là ai phái đến, cũng hiểu nguyên nhân là gì. Chiêu thức này của Cơ Tòng Lương tuy đơn giản và bạo lực nhưng cũng có sự thanh thoát, hắn muốn chặt đứt dây rối, còn muốn mang cả căn cứ chính xác là gia đình ba người Lý Thiết Trụ đi nơi khác. Vương Tử Quân tuy thường xuyên rèn luyện sức khỏe nhưng bây giờ đối mặt với đám đàn ông vạm vỡ cũng không có được vài phần thắng.
nhưng hắn vẫn tiến lên, không vì cái gì khác, cũng vì bản năng chính nghĩa ở đáy lòng con người. Lý Thiết Trụ cũng hiểu chuyện gì xảy ra, hắn xông lên như một con sư tử nổi giận, hai nắm đám tràn đầy lực lượng phóng về phía đám đàn ông bên kia. Nhưng ít người dù thế nào cũng không chống lại nhiều người, dù Lý Thiết Trụ có vung nắm đấm nhưng cũng không chống lại đám người to lớn hung hãn cùng liên thủ tấn công. Nếu so sánh với hắn thì đám côn đồ kia có chút cố kỵ Vương Tử Quân, dù có hai kẻ ôm eo Vương Tử Quân nhưng không kẻ nào dùng vũ lực. Nhưng như vậy cũng đã đủ, Tiểu Thúy và vợ của Lý Thiết Trụ bị hai tên du côn kéo lên xe, một khi kéo được lên xe thì xem như chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Đánh! Một âm thanh trong trẻo vang lên, Vương Tử Quân thấy trước mặt mình lóe lên một hình bóng màu xanh, tên côn đồ đang định cướp tờ đơn tố cáo trong tay mình bị đánh văng ra ngoài. Ngay sau đó Mạc Tiểu Bắc xinh đẹp lạnh lùng đã đứng bên cạnh Vương Tử Quân, khẽ vỗ lên bàn tay mình. Khoảnh khắc Vương Tử Quân nhìn thấy Mạc Tiểu Bắc thì tất cả đã kết thúc, vài tên đàn ông vạm vỡ xông đến đã bị nhóm nữ quân nhân vật ngã xuống đất. Lúc này đám côn đồ phải nhận quả đắng, cả đám không dám ở lại lâu, nhanh chóng nhảy lên xe chạy đi như thỏ. Cảm ơn cô. Vương Tử Quân ngây người rồi khẽ lên tiếng nói với Mạc Tiểu Bắc. Không có gì, tôi cũng chỉ lo lắng cho con bé mà thôi. Mạc Tiểu Bắc chỉ tay về phía Tiểu Thúy đang sợ hãi run rẩy rồi dùng giọng hời hợt nói. Biết cô có thể sử dụng máy tính, không ngờ lại có cả công phu quyền cước. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Mạc Tiểu Bắc, không biết vì sao mà câu trêu chọc lại thoát ra khỏi miệng. Vẻ mặt Mạc Tiểu Bắc không chút thay đổi, nàng giống như không nghe được lời trêu chọc của Vương Tử Quân, nàng lẳng lặng nhìn vợ chồng Lý Thiết Trụ rồi trầm giọng nói. Đi thôi, tôi đưa mọi người về. Lúc này Vương Tử Quân cũng không tiếp tục cứng giọng, hắn gật đầu sảng khoái. Dưới sự hộ vệ của đám nữ quân nhân, đoàn người nhanh chóng đi đến khu văn phòng khối chính quyền. Mọi người vào trong ngồi một chút nhé. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc rồi cất lời mời. Không được, thì ra anh đến đây công tác, như vậy thì tốt, sau này có vấn đề gì thì tôi sẽ đến thỉnh giáo anh bất cứ lúc nào. Vẻ mặt Mạc Tiểu Bắc vẫn không chút biến đổi, nàng thản nhiên nói. Mạc Tiểu Bắc này rõ ràng không coi Vương Tử Quân là người ngoài, muốn học hỏi nhưng lại ép mình đồng ý, lại nói ra lời trực tiếp như vậy. Vương Tử Quân chỉ cười cười đối mặt với sự thẳng thắn của Mạc Tiểu Bắc, hắn nhìn những nữ quân nhân đi cùng với nàng, sau đó lại nói với vợ chồng Lý Thiết Trụ. Đi theo tôi. Trong phòng làm việc của Lưu Thành Quân, Vương Tử Quân đặt tờ đơn tố cáo lên mặt bàn của Chủ tịch huyện, mà Chủ tịch Lưu nhìn tờ đơn tố cáo này xong thì vẻ mặt cũng cực kỳ nghiêm trọng. Chủ tịch Vương, cậu cần phải cực kỳ cẩn thận khi xác định nội dung của tờ đơn này, tất cả là thật sao? Lưu Thành Quân nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng nghiêm túc hỏi. Tôi xác định. Vương Tử Quân dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Tốt, vậy cậu theo tôi đi gặp Bí Thư Hầu. Lưu Thành Quân cầm lấy tờ đơn tố cáo, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Tuy nụ cười của Lưu Thành Quân đã nhanh chóng biến mất nhưng Vương Tử Quân nhìn vào trong mắt thì hiểu rõ vấn đề, Cơ Tòng Lương này không phải là người của Lưu Thành Quân. Mà chính mình có được tờ đơn tố cáo, không khác nào ném cho Lưu Thành Quân một vũ khí có lực. Vương Tử Quân rất ghét bị người ta cho lên đầu súng, nhưng bây giờ hắn còn phải có câu trả lời thỏa đáng cho cả nhà ba người Lý Thiết Trụ, hắn cũng không quan tâm. Vô sỉ! Hầu Thiên Đông nghe xong báo cáo thì vỗ bàn một cái thật mạnh, cổ nổi gân xanh, giận tím mặt. Có Bí Thư huyện ủy và Chủ tịch huyện cùng liên thủ, sự việc được xử lý cực kỳ nhanh chóng, nhanh đến mức làm cho người ta cảm thấy khó tưởng. Chỉ một giờ sau thì Viện Kiểm sát đã khống chế Cơ Tòng Chính, nhưng có một điều làm cho Vương Tử Quân bất ngờ, chính là Cơ Tòng Chính lại cúi đầu tự thú tội về việc dâm loạn với nữ học sinh. Không ngờ đám khốn nạn kia còn biết đường tự thú tội, Vương Tử Quân bóp nát đầu thuốc, sau đó cầm một văn bản đã viết xong vào trong tay. Mặt trời dần lặn về phía tây nhưng những luồng sáng cuối cùng vẫn chiếu rọi vào cửa sổ phòng làm việc của Vương Tử Quân, bên trên văn bản có dòng chữ đề nghị miễn chức Cục trưởng Cục Công an của đồng chí Cơ Tòng Lương. Đến tối, trong phòng họp đèn sáng như ban ngày, lúc này trong phòng có tụ tập đầy đủ tất cả thường ủy huyện Lô Bắc, mà Vương Tử Quân là người cho ra đề tài thảo luận lần này, hắn được mời dự thích hội nghị. Bầu không khí hội nghị thường ủy cực kỳ ngưng trọng, hầu như tất cả thường ủy đều đã biết có chuyện gì xảy ra. Người nào cũng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, trong ánh mắt có mỉa mai, có thương cảm, cũng có cả sự khinh thường. Một tên phó chủ tịch căn bản không phải là thường ủy huyện ủy. Hơn nữa còn là phó chủ tịch tạm giữ chức lại không biết trời cao đất rộng mà cho ra văn bản yêu cầu miễn chức của một vị cục trưởng cục công an huyện, rõ ràng là nghé con không sợ cọp.
Hơn nữa vị cục trưởng cục công an này sắp tiến lên làm bí thư ủy ban tư pháp, sắp biến thành một thành viên của hội nghị thường ủy. Lưu Thành Quân ngồi ngay ngắn trên vị trí của mình, ánh mắt dù không nhìn về phía Vương Tử Quân, nhưng tâm tư lại đặt hết lên người vị phó chủ tịch kia. Trong đầu hắn đang hiện lên tình huống đối phương đến đưa cho mình lời đề nghị. Xem ra Vương Tử Quân vẫn là một cán bộ trẻ tuổi, ngoài miệng không dâu thì làm việc không tốn sắc, tự cho rằng mình có thể hoàn thành sự việc mà mạnh mẽ phóng đến. Tự xem mình là đệ nhất thiên hạ, căn bản không coi vực sâu ra gì, hừ, như vậy cũng tốt, coi như cho đối phương té ngã một lần trước mặt Hầu Thiên Đông, sau này cũng sẽ biết nghĩ về mình nhiều hơn, kết quả chỉ có thể dựa vào Lưu Thành Quân hắn mà thôi. Tuy hội nghị thường ủy còn chưa tiến hành nhưng Lưu Thành Quân đã hầu như biết rõ kết quả, cũng biết nguyên nhân mà Hầu Thiên Đông mở hội nghị thường ủy. Cơ Tòng Lương là ái tướng của Hầu Thiên Đông, tất nhiên lão sẽ không u ô ốn cho bất kỳ kẻ nào động vào. Sở dĩ tổ chức hội nghị thường ủy lần này chính là muốn cho Vương Tử Quân một bài học, để cho Vương Tử Quân tiếp nhận một giáo huấn cả đời khó quên. Thông qua câu chuyện lần này, vị cán bộ trẻ tuổi từ huyện khác sang tạm giữ chức sẽ thành thật ngồi trên vị trí của mình, đỡ phải chạy ra ngoài gây sự. Đủ mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, Vương Tử Quân chỉ ngồi đó rất lạnh nhạt, giống như chủ đề của hội nghị hôm nay không liên quan đến mình. Các đồng chí, tôi tin mọi người đã thông qua nhiều con đường và biết rõ những gì xảy ra trong hai ngày qua. Tôi rất phẫn hận vì sự việc xấu xa như vậy, cũng rất đau lòng. Huyện ủy đã ra quyết định với kẻ hiềm nghi phạm tội là Cơ Tổng Chính, sẽ xử lý ổn thỏa, nhất định làm cho quần chúng thỏa mãn, cho người bị hại một câu trả lời rõ ràng. Hầu Thiên Đông ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo rộng rãi của mình rồi dùng giọng tràn đầy uy nghiêm nói. Đám thường ủy huyện ủy đều nhìn về phía Hầu Thiên Đông. Bộ dạng giống như đang muốn nghe bí thư nói lời chỉ dạy. Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây vì một việc, đồng chí Tử Quân chính thức đưa ra văn bản đề nghị với huyện ủy chính quyền, nói Cơ Tòng Lương lần này có phạm tội bao che cho Cơ Tòng Chính, người này đã không còn thích hợp làm cục trưởng cục công an. Chủ tịch Vương, anh hãy nói lý do rõ ràng cho mọi người nghe. Hầu Thiên Đông nói rất cẩn trọng, tư thái giải quyết việc chung mà giống như luận việc, giống như không có ý thiên vị Cơ Tòng Lương. Nhưng lời mở đầu của bí thư giống như đã dạo một khúc nhạc đầu cho bản hợp sướng, không nói ra thì mọi người cũng hiểu. Các vị lãnh đạo, cảm tạ bí thư Hầu và chủ tịch Lưu đã cho tôi cơ hội này, tôi đây xin nói rõ lý do của mình. Thứ nhất, sau khi sự việc Cơ Tòng Chính dâm loạn với nữ học sinh xảy ra, chủ tịch Lưu không những không xử lý tích cực, ngược lại còn sử dụng hàng loạt thủ đoạn để hãm hại người bị hại, tính cách rất ác liệt. Thứ hai, khi người bị hại kêu oan thì Cơ Tòng Lương không những không đứng ra bảo vệ, còn lợi dụng quyền thế của mình để tiến hành vây đánh, tạo thành tổn thương không nhỏ cho người bị hại. Tôi cảm thấy Cơ Tòng Lương biết pháp mà phạm pháp, những hành vi của anh ấy không xứng đáng với đạo đức của một cán bộ của nhân dân, như vậy không những không thích hợp làm cục trưởng cục công an, còn phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Vương Tử Quân dùng giọng không nhanh không chậm nói, lời lẽ có khí phách, cực kỳ có lực, tác động vào màng tai từng vị thường ủy ngồi ở đây. Chương 182, biểu hiện năng lực. Thể hiện tài năng, rèn luyện khả năng. Chủ tịch Vương, cậu nói những lời này có chứng cứ không? Không đợi Vương Tử Quân nói ra hết lời, trưởng phòng tuyên truyền Vũ Trạch Huy đã lên tiếng cắt ngang. Tất nhiên là có, vợ chồng Lý Thiết Trụ chính là chứng cứ. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Vũ Trạch Huy rồi khẽ nói. Chủ tịch Vương, tôi phải nhắc nhở anh một câu, bất cứ chuyện gì cũng không được nghe theo một phía. Vợ chồng Lý Thiết Trụ là người bị hại. Chúng ta cần phải có lòng đồng tình, thế nhưng có rất nhiều chuyện không được xử lý theo cảm tính, không nên chỉ nghe lời một bên. Vũ Trạch Huy vừa nói xong thì Bí thư ủy ban tư pháp Quách Vạn Thần đã lên tiếng. Tôi đồng ý với ý kiến của trưởng phòng Vũ, cục trưởng Cơ Tòng Lương đã có báo cáo về chuyện vợ chồng Lý Thiết Trụ kêu oan, chuyện này Cơ Tòng Lương đã có xử lý, anh ấy rất đau lòng, còn tự thân chạy đến phòng làm việc của tôi để làm bản kiểm điểm. Quách Vạn Thần nói đến đây thì vẻ mặt biến đổi. Là một cán bộ lãnh đạo thì anh ấy cũng có nhiều điều khó xử, vừa phải xử lý việc của mình, vừa phải xem xét người thân. Tôi cũng biết nhiều về Tòng Lương, anh ấy làm việc trung nghĩa, gần đây cần cù chăm chỉ, chăm lo cho chị An, được nhân dân của huyện Lô Bắc tán thưởng. Tuy chuyện này anh ấy có hơi chậm chạp, nhưng tôi thấy chúng ta nên có thái độ bảo vệ cán bộ, không thể nghe gió là nói mưa. Nếu như dân chúng có ý nghĩ xấu về chúng ta, động một chút thì cán bộ mất chức. Như vậy sẽ là đả kích với tính tích cực của các cán bộ đồng chí. Quách Vạn Thần nói vài câu dù không rõ ràng nhưng đầu mâu lại chĩa thẳng về phía Vương Tử Quân. Quách Vạn Thần lên tiếng chỉ là lời mở đầu,
sau đó trưởng phòng tổ chức Tôn Quốc Lương đặt ly nước của mình xuống nói. Tôi đồng ý với ý kiến của Bí Thư Quách, làm một trưởng phòng tổ chức, tôi thật sự rất thấu hiểu cho đồng chí Cơ Tòng Lương, những đồng chí đang công tác không những cần cù chăm chỉ mà tác phong tốt như vậy cũng có rất ít. Tuy chỉ xảy ra chút chuyện nhỏ nhưng chung quy khuyết điểm cũng không che lấp ưu điểm, tôi cảm thấy sau này chúng ta nên có chút hước thúc với đồng chí Cơ Tòng Lương mà thôi. Mặt khác, Chủ tịch Vương Tử Quân, nếu anh có hứng thú với chuyện nhân sự, anh có thể thường xuyên đến trao đổi với tôi. Lời nói của Tôn Quốc Lương càng làm cho khóe miệng của các vị thường ủy còn lại có hơi giật giật, vị trưởng phòng tổ chức này rõ ràng đang mỉa mai bàn tay của Vương Tử Quân là quá dài. Vương Tử Quân không quan tâm đến lời mỉa mai của Tôn Quốc Lương, hắn lẳng lặng nhìn Hầu Thiên Đông, chờ Bí Thư Hầu cho ra kết luận cuối cùng. Thưa các đồng chí, tôi rất đau lòng vì cô bé bị hại, lại đau lòng vì đồng chí Cơ Tòng Lương. Tôi đã sớm nói rồi, là một vị cán bộ lãnh đạo, chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn đến cấp dưới, không thể vì một hoặc hai chuyện mà mù quáng cho ra kết luận với cán bộ của mình. Trong mắt tôi thì Tòng Lương là đồng chí tốt, nếu như anh ấy biết rõ chuyện này, như vậy nhất định sẽ xử lý ngay mà không bao che cho anh của mình. Cơ Tòng chính kia rõ ràng là lợi dụng lực ảnh hưởng của đồng chí Cơ Tòng Lương để làm ra hậu quả lớn, tôi cảm thấy chúng ta nên triệt hồi lời đề nghị với đồng chí Cục trưởng Cục Công an Cơ Tòng Lương, không nên chuyện nhỏ xé ra to. Bí thư Trần Lộ Giao nắm công tác nhân sự cũng đặt ly nước của mình xuống bàn thật mạnh, sau đó dùng giọng đầy căm phẫn nói. Trần Lộ Giao là một vị lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong huyện, là phó bí thư nắm công tác nhân sự, thế cho nên lời nói có độ nặng cực cao. Nếu Lưu Thành Quân và Hầu Thiên Đông không có ý kiến gì khác, như vậy xem như đã định tính sự việc. Hầu Thiên Đông hít vào một làn khói thuốc, lão là bí thư huyện ủy, có thể không cần mở miệng cũng làm cho các thường ủy khác vận hành theo ý mình. Điều này làm lão cảm thấy rất có thành tựu. Cơ Tòng Lương cuối cùng phát huy tác dụng gì trong sự kiện lần này? Lão biết rất rõ, lão tin những thường ủy ngồi đây cũng biết rất rõ. Nếu quả thật có truy cứu trách nhiệm thiên vị thân nhân, như vậy trách nhiệm của Cơ Tòng Lương thật sự là rất lớn, nếu như vung tay mạnh mẽ thì làm gì có ai thoát khỏi trách nhiệm. Cơ Tòng Lương này nhiều năm làm Cục trưởng Cục Công an, mông sạch sẽ sao? Muốn điều tra một người thì có nhiều phương pháp. Nhưng vấn đề là Cơ Tòng Lương lại là người của Hầu Thiên Đông, lão muốn bảo vệ một nhân viên của mình thì không là vấn đề. Sau khi nghe xong ý kiến của mọi người, tôi cảm thấy rất tốt. Bí thư Vạn Thần, anh nên nói chuyện với đồng chí Tòng Lương, nói anh ấy làm việc quang minh chính đại vẫn chưa đủ, điều căn bản là phải trông nom tốt người của mình, không nên tiếp tục để phát sinh những sự kiện như thế này. Hầu Thiên Đông nói rồi khẽ gõ lên bàn, sau đó nói tiếp. Thái độ công tác của đồng chí Tử Quân là rất tốt, trong mắt không có hạt cát, điều này cũng đáng giá khẳng định. Hội nghị cứ như vậy mà kết thúc không một tiếng động, tuy Hầu Thiên Đông đã nói ra lời khen ngợi cao độ với Vương Tử Quân, thế nhưng kẻ nào cũng hiểu ý nghĩa lời nói của bí thư là thế nào. Không biết lượng sức mình. Những âm thanh như thế này lại rõ ràng truyền vào tai Vương Tử Quân, nhưng Vương Tử Quân vẫn không quay đầu, hắn biết nó được phát ra từ miệng của trưởng phòng tuyên truyền Vũ Trạch Huy. Lưu Thành Quân đi đến trước mặt Vương Tử Quân, hắn khẽ vỗ vỗ vai của Vương Tử Quân, lại nở nụ cười cực kỳ ẩn giấu. Vương Tử Quân ném điếu thuốc trong tay xuống đất, hắn đi ra khỏi phòng họp với vẻ mặt thản nhiên. Hắn biết rõ lúc này tất cả mọi người đang nhìn mình mà cười chê, có vài người còn tỏ ra cực kỳ sảng khoái. Tất cả mọi thứ chung quanh đều không qua khỏi mắt của hắn, nhưng hắn cảm thấy mình không hối hận. Thông qua hội nghị thường ủy lần này thì Vương Tử Quân xem như chính thức biết rõ kết cấu quyền lực thật sự của huyện Lô Bắc, cũng biết rõ mạng lưới lớn được đan như thế nào. Không biết tự lượng sức mình. Lời đánh giá của Vũ Trạch Huy làm cho Vương Tử Quân nở nụ cười nhàn nhạt. Két! Một tiếng thắng gấp vang lên, một chiếc xe hơi xuất hiện bên cạnh Vương Tử Quân, cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên nở nụ cười dùng giọng cực kỳ có ý nghĩa nói. Chủ tịch Vương, đi đứng cẩn thận một chút. Sau đó cửa xe khép lại, xe lại ra tốc chạy về phía xa như bay, chỉ để lại một luồng bụi mù mịt cuốn về phía Vương Tử Quân. Là Cơ Tòng Lương. Tiểu Thái đứng bên cạnh Vương Tử Quân khẽ nói, Vương Tử Quân châm một điếu thuốc, sau đó hắn nói. Đã sắp xếp xong chưa? Chủ nhiệm Tằng đang chờ anh. Tiểu Thái nói rồi khởi động xe, chiếc Santana chạy vào bóng tối trong nháy mắt. Bí thư Hầu, tôi tự phạt mình ba ly, chuyện này tôi thật sự thiếu suy xét. Làm cho ngài phải chịu khổ. Trên tầng cao nhất của nhà khách Cục Công an có một bàn tiệc rượu phong phú đang được mở ra, người ngồi vị trí chủ vị chính là Bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông. Lúc này vẻ mặt lão không còn uy nghiêm như vừa rồi ở hội nghị thường ủy,
gương mặt nở nụ cười thản nhiên giống như một chú hàng xóm ở nhà bên. Bên cạnh Hầu Thiên Đông chính là Phó Bí Thư Trần Lộ Giao và trưởng phòng tổ chức Tôn Quốc Lương, hai người vây quanh người Bí Thư Hầu, còn trưởng phòng tuyên truyền Vũ Trạch Huy và Phó Chủ tịch Thường vụ Đỗ Tự Cường lại ngồi ở hai bên còn lại. Ha ha ha, Tòng Lương, hôm nay cậu không cần cảm ơn tôi, nếu muốn cảm ơn thì phải kính trưởng phòng Vũ Hai Ly, hôm nay anh ấy là người mở pháo đầu tiên. Hầu Thiên Đông khẽ nâng ly rượu lên rồi dùng giọng thản nhiên nói. Cảm tạ Bí Thư Hầu đã khen ngợi. Nếu không có ngài bày mưu đặt kế, ôm gọn đại cục, tôi đây dù có vận dụng hết sức cũng không tạo nên âm thanh gì. Vũ Trạch Huy nói rồi nâng ly rượu lên. Chúng ta cùng chúc Bí Thư Hầu một ly. Đám người Trần Lộ Giao, Tôn Quốc Lương đều nâng ly rượu lên mời Bí Thư Hầu Thiên Đông, mà lúc này vẻ mặt Hầu Thiên Đông vẫn là nụ cười thản nhiên, lão uống cạn ly rượu mừng. Tòng Lương, dù sự việc đã qua nhưng tôi còn phải phê bình cậu, những chuyện nhỏ nhặt như vậy nên xử lý cho nhanh. Tranh thủ thời gian ném tiền lấp miệng người là được, cần gì phải làm cho dư luận xôn xao. Để người ta cầm lấy đằng chui. Hầu Thiên Đông gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, sau đó trầm giọng nói với Cơ Tòng Lương. Cơ Tòng Lương dùng ánh mắt cung kính nhìn Bí Thư Hầu Thiên Đông, bộ dạng chăm chú nghe theo lời dạy bảo. Hắn thật sự không cảm thấy xấu hổ vì lời phê bình của Bí Thư Hầu, trong lòng lại tràn đầy cảm động. Hắn biết rõ Bí Thư Hầu nói những lời như vậy với mình, cũng vì xem mình là người trong hàng ngũ. Nếu như Bí Thư Hầu khách khí thì mới là thật sự đáng sợ. Bí Thư Hầu, tôi sai rồi, tôi nhất định sẽ sửa chữa, nhưng người phạm sai lầm là anh ruột của tôi nhất thời hồ đồ mới làm phát sinh sự việc như vậy. Cơ Tòng Lương nói đến anh mình thì trong mắt có chút phức tạp. Tôn Quốc Lương và Cơ Tòng Lương có quan hệ không tệ, tất nhiên hắn hiểu ý của Cơ Tòng Lương, vì vậy mà mở miệng nhận lấy câu chuyện. Bí Thư Hầu, hai anh em Tòng Lương sống nương tựa vào nhau từ nhỏ. Vì tình cảm anh em mà nhất thời hồ đồ, kính xin Bí Thư Hầu cứ phê bình. Nhưng gặp chuyện không may dù sao cũng là anh ruột của Tòng Lương, anh xem, chuyện này có nên chào hỏi với chánh án phó hay không? Chánh án phó trong miệng Tôn Quốc Lương chính là chánh án tòa án phó Thuấn Chiêu. Cơ Tòng Lương dùng ánh mắt cảm kích nhìn thoáng qua Tôn Quốc Lương, sau đó lại dùng ánh mắt không yên nhìn về phía Hầu Thiên Đông. Hầu Thiên Đông khẽ đặt đũa xuống, sau đó lại dùng khăn lau miệng. Chuyện này... trước tiên cứ để đó xem xét cái đa. Đám người Trần Lộ Giao nghe mà hiểu ra vấn đề, vẻ mặt Cơ Tòng Lương cũng biến đổi muốn mở miệng, nhưng Vũ Trạch Huy đã mở miệng trước. Bí Thư Hầu, hội nghị thường ủy hôm nay được tổ chức rất tốt, rất kịp thời và đúng chỗ, chúng ta có nên xem xét lại về Phó Chủ tịch Vương không? Dù sao vẫn là cán bộ trẻ tuổi, không đụng tường không biết tường cứng thế nào. Trần Lộ Giao khẽ dựa lưng lên ghế rồi mỉm cười nói. Những người khác cũng cười theo, Cơ Tòng Lương cầm bình rượu rót vào ly cho Hầu Thiên Đông, sau đó khẽ nói. Bí Thư Hầu, anh phê bình làm cho tôi cảm thấy mình còn chưa đầu nhập vào trong công tác, trước Tết là thời điểm trộm cướp hoành hành, tôi muốn thừa dịp này để tiến hành một hoạt động đả kích tội phạm, anh thấy thế nào? Tốt, Tòng Lương, cậu có thể chuyển tâm tư lên công tác nhanh chóng như vậy thì tôi cũng vui mừng. Cứ như vậy đi, cậu cho ra kế hoạch, tôi sẽ cho chỉ thị. Hầu Thiên Đông có chút suy tư, sau đó gật đầu tán dương. Bí Thư Hầu, tôi còn phải mở đại hội động viên, chủ đề hội nghị là, hành động 30 ngày, vì một mùa xuân bình an. Tôi đề nghị cho Chủ tịch Vương tham gia hội nghị, như vậy cũng thay đổi hình tượng của đội ngũ công an chúng tôi. Hầu Thiên Đông hiểu ý của Cơ Tòng Lương, những người khác cũng hiểu. Hầu Thiên Đông nhìn Cơ Tòng Lương, trong lòng thầm thở dài, thầm nghĩ Cơ Tòng Lương có năng lực công tác nhưng lại quá hẹp hòi. Lúc này đáng lý phải làm hòa hoãn mối quan hệ với Vương Tử Quân, không ngờ lại kéo Vương Tử Quân đến tụng kinh cho mình. Nếu như không xảy ra sự kiện trước đó thì Vương Tử Quân đến chủ trì hội nghị cũng hợp lý, nhưng vấn đề là nếu cho Vương Tử Quân đến hát cặp với một người mình vừa đưa ra lời đề nghị miễn chức, như vậy không phải đánh vào mặt Vương Tử Quân sao? Hầu Thiên Đông có chút trầm ngâm, sau đó lão đưa mắt nhìn Đỗ Tự Cường. Chủ tịch Đỗ, anh cảm thấy thế nào? Thỏ gấp cũng phải nhảy tường huống hồ là Vương Tử Quân, người này có chút bản lĩnh, đừng ép quá chặt, sẽ không tốt. Đỗ Tự Cường trầm ngâm trong giây lát rồi lên tiếng. Hầu Thiên Đông cau mày, lão khẽ gõ lên mặt bàn, động tác vô thức này là thói quen khi lão đang suy xét vấn đề. Mỗi lần có chuyện lớn xảy ra thì lão thường thích làm như vậy. Bí Thư Hầu, phải cho Vương Tử Quân cảm nhận được đau đớn, có đau thì sau này mới chịu khó sống yên thân, nếu không sẽ có vấn đề tiếp tục xảy ra. Chỉ là một tên phó chủ tịch xuống tạm giữ chức, không có gì cần phải quan tâm.
Trần Lộ Giao nâng ly rượu lên rồi mỉm cười nói với Hầu Thiên Đông. Được rồi, bí thư Lộ Giao, ngày mai anh sắp xếp vụ này. Hầu Thiên Đông đồng ý với ý kiến của Trần Lộ Giao, lão dùng giọng thản nhiên nói. Không khí mùa đông vừa lạnh vừa khô, lúc này bầu không khí của khối chính quyền huyện càng thêm quỷ dị. Tôn Hạ Châu vừa dựng xe đạp của mình vào đúng vị trí thì vừa vặn đụng phải hai vị thư ký của khoa số 2 đang khóa xe. Có nghe nói gì không? Hi hi, không ngờ trong huyện chúng ta lại phát sinh chuyện này. Một thư ký vừa khóa xe vừa khẽ nói với đồng bạn. Đồng bạn của viên thư ký kia là một người đeo kính, nhìn qua cũng hơn 20, hắn cũng cười hì hì nói. Hừ, chuyện tốt không ra khỏi cửa nhưng chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tôi nghe nói đến việc này còn tưởng rằng có chuyện chê cười lớn, chậc chậc, một vị phó chủ tịch tạm giữ chức mà dám đứng trên hội nghị thường ủy để đề nghị miễn chức một vị cục trưởng cục công an, đúng là ăn gan báo. Ôi, đúng là cán bộ trẻ không quen công tác, nghe nói các vị thường ủy đều lên tiếng vỗ đầu chủ tịch Vương. Hình như trưởng phòng Tôn cũng là người mở pháo. Cán bộ trẻ đúng là cán bộ trẻ, có vài chuyện không biết trời cao đất rộng. Như vậy cũng tốt, té ngã một lần thì sau này sẽ kẹp đuôi làm người. Tên thư ký này vừa mở miệng thì chợt nghiêng đầu, sau đó xấu hổ phát hiện Tôn Hạ Châu đang ở phía sau nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chương 183, quyền nặng đưa ra. Tên thư ký này biết rõ Tôn Hạ Châu là ai, thế cho nên vẻ mặt chợt biến đổi. Nhưng ngay sau đó gương mặt đã trở lại bình thường, hắn nhìn về phía Tôn Hạ Châu rồi cười ha hả nói. Tiểu Tôn, đi làm sớm vậy. Tiểu Tôn. Tôn Hạ Châu chợt sững sờ, từ khi mình đi theo Vương Tử Quân, tên thư ký được gọi là anh Tống kia luôn nóng lòng gọi mình là cậu Hạ Châu. Bây giờ Chủ tịch Vương vừa gặp phải chút vấn đề thì đối phương đã thay đổi cách xưng hô một cách chóng vánh. Tôn Hạ Châu thật sự phản cảm với hai tên kia đang nghị luận sau lưng Vương Tử Quân, đúng là mắt chó nhìn người thấp. Hắn chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người đi về phía khu văn phòng. Có quái gì mà khoe khoang, còn tưởng rằng đi theo một vị lãnh đạo tốt để có cơ hội thăng tiến, tôi thấy rõ ràng là đi theo sói được ăn thịt nhưng theo chó chỉ có thể ăn sao sao sao. Tên thư ký đi theo anh Tống dùng ánh mắt ghen ghét nhìn Tôn Hạ Châu đi xa, sau đó hung hăng nói. Anh Tống vỗ vỗ vai tên đồng bạn, cũng không nói gì thêm, nhưng dựa vào kinh nghiệm lâu năm của hắn, chỉ sợ Tôn Hạ Châu kia sau này khó phát triển. Trà trộn quan trường cần phải tìm đúng người đúng cột, có đôi khi điều này còn quan trọng hơn cả công tác thường ngày. Tôn Hạ Châu vốn rất quen thuộc khu văn phòng khối chính quyền, nhưng lúc này hắn lại sinh ra chút cảm giác lạ lẫm. Dù hắn đi đến nơi nào cũng giống như có ánh mắt vô hình dán sát vào người mình, làm cho hắn cảm thấy khó hít thở. Xuất hiện tình huống này thì Tôn Hạ Châu cũng biết rõ có chuyện gì xảy ra, hắn là một thư ký thì đã cảm nhận được khí tức đè nén như vậy, nếu là Chủ tịch Vương thì sẽ là bộ dạng gì. Tôn Hạ Châu nhanh chóng đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân vẫn ngồi ở phía bên kia với vẻ mặt điềm nhiên như không, giống như chưa từng có sự việc gì phát sinh. Hạ Châu đến rồi à, lại đây ngồi. Vương Tử Quân chỉ vào chiếc ghế đối diện với mình rồi dùng giọng tùy ý nói. Tôn Hạ Châu nhìn vẻ mặt bình tĩnh như nước chảy mây trôi của Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy giống như sự kiện ở hội nghị thường ủy kia chưa từng phát sinh, lúc này vẻ mặt Chủ tịch Vương vẫn rất bình thường. Chủ tịch Vương, tôi đến thêm nước nóng cho anh. Tôn Hạ Châu vừa định đi châm nước, đúng lúc bên ngoài truyền đến những âm thanh rối loạn. Cô không thể vào, lãnh đạo không có ở đây, đã đi rồi. Mau cản cô ta lại, đừng cho cô ta làm ảnh hưởng đến trật tự văn phòng. Trong những âm thanh náo loạn kia có một giọng nữ đang hô hào tên Chủ tịch Vương, âm thanh rất chói tai. Vương Tử Quân đứng lên đi ra ngoài cửa nhìn. Đúng lúc thấy ba bốn tên bảo vệ khu văn phòng khối chính quyền đang đẩy một người phụ nữ trung niên ra ngoài, không cho đi vào. Người phụ nữ kia là vợ của Lý Thiết Trụ, lúc này người phụ nữ nông thôn kia đang điên cuồng tránh né vòng vây của đám bảo vệ. Vương Tử Quân nhìn thấy tình cảnh trước mắt mà nói với Tôn Hạ Châu. Đưa chị gái kia vào, chị ấy đến tìm gặp tôi. Sau khi nghe Vương Tử Quân phân phó thì Tôn Hạ Châu vội vàng chạy đi. Một lát sau đã đưa vợ của Lý Thiết Trụ đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Người phụ nữ này vừa thấy mặt Vương Tử Quân thì đã lớn tiếng khóc ròng. Chủ tịch Vương, anh phải cứu Thiết Trụ nhà tôi, anh ấy. Anh ấy đã bị cục công an bắt đi. Lý Thiết Trụ bị công an bắt đi. Vẻ mặt Vương Tử Quân chợt trở nên lạnh lẽo, hắn khẽ gật đầu nói. Chị cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý chuyện của Thiết Trụ. Người phụ nữ kia lên tiếng khóc lóc kể lể. Vương Tử Quân cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi Cơ Tòng Chính bị bắt thì hai vợ chồng Lý Thiết Trụ cũng về nhà,
nhưng sáng hôm nay công an đến bắt Lý Thiết Trụ đi, nói rằng Lý Thiết Trụ cướp giật trên đường, hơn nữa còn cướp đồ của phó chủ tịch huyện, theo lời của các vị cảnh sát thì tội này phải giam 2 năm. Đúng là hồ đồ. Vương Tử Quân nghe vậy thì vỗ tay xuống bàn. Chủ tịch Vương, chủ tịch Lưu mời anh qua có chuyện. Khi Vương Tử Quân đang nổi giận thì Tôn Hạ Châu đi đến khẽ nói. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của chủ tịch huyện, Lưu Thành Quân đang phê duyệt văn kiện, khi thấy Vương Tử Quân thì hắn gật đầu nói. Chào chủ tịch Vương, mời cậu ngồi. Đợi Vương Tử Quân ngồi xuống thì Lưu Thành Quân lấy ra một văn kiện nói. Chủ tịch Vương, Cục Công an sẽ tổ chức một đợt hành động trấn áp tội phạm vào mùa đông, bọn họ có một lời đề nghị rất tốt, đồng thời Bí Thư Hầu lại chỉ thị cho cậu đại biểu khối chính quyền huyện Lô Bắc đến tham gia nghi thức. Chủ tịch Lưu, khối công an cũng không phải do tôi quản lý, sao lại sắp xếp tôi đi? Vương Tử Quân nhìn Lưu Thành Quân rồi dùng giọng kỳ quái nói. Trên mặt Lưu Thành Quân là nụ cười bí hiểm. Chủ tịch Tử Quân, tôi cũng đã nói với Bí Thư Hầu, nhưng Bí Thư Hầu nói đó là báo cáo của Cục trưởng Cục Công an với mình, nói là cậu phê bình đã gõ lên hồi chuông cảnh báo cho Cục Công an, mà hành động đả kích tội phạm lần này chính là muốn cậu thấy rõ sự chuyển biến hình tượng của khối công an. Vương Tử Quân khẽ gõ tay lên bàn, hắn không nói lời nào, nhưng ánh mắt liên tục quét qua mặt Lưu Thành Quân. Lưu Thành Quân nhìn ánh mắt của Vương Tử Quân thì vẻ mặt trầm xuống. Đồng chí Tử Quân, Bí Thư Hầu sắp xếp như vậy thì tôi cũng thấy không ổn, cũng đã từng cực lực phản đối. Nhưng cậu cũng biết rồi đấy, tôi có phản đối cũng là thế đơn lực bạc, nếu không thì ngày mai tôi cùng đi với cậu. Cảm ơn Chủ tịch, nếu Bí Thư Hầu đã nói như vậy thì ngày mai tôi sẽ đi, tôi cũng không muốn làm anh khó xử. Vương Tử Quân đứng lên nở nụ cười với Lưu Thành Quân. Lưu Thành Quân nhìn bộ dạng khôi phục lại bình thường trong chớp mắt của Vương Tử Quân, hắn thầm nghĩ, Vương Tử Quân này cũng là một nhân vật gia hồn, có thể đến tham gia đại hội ca tụng công đức của Cục Công an với vẻ mặt bình thản, chẳng lẽ muốn nhìn Cơ Tòng Lương vã vào mặt mình. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Lưu Thành Quân mà vẻ mặt vẫn như nước chảy mây trôi, nhưng trên đường về phòng làm việc thì một hình bóng màu xanh chợt tiến lên tiếp đón. Mạc Tiểu Bắc. Khi thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp xuất hiện trước mắt, khóe miệng Vương Tử Quân không biết vì sao lại lộ ra nụ cười thản nhiên. Anh không sao đấy chứ? Mạc Tiểu Bắc gặp mặt Vương Tử Quân thì thản nhiên hỏi. Không có gì. Vương Tử Quân đứng lại, hắn khẽ cười, bàn tay khẽ vung vẫy. Không ngờ sự việc lại chuyển biến nhanh như vậy, nếu không thì anh đừng quản, chuyện này tôi tìm người khác giải quyết. Ánh mắt Mạc Tiểu Bắc chợt chớp động, nàng ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân rồi nói. Vương Tử Quân dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mạc Tiểu Bắc, thầm nghĩ cô gái này có lẽ có lai lịch không nhỏ. Dù hắn tiếp xúc với nàng không nhiều nhưng cô gái giống như tiên nữ này nếu không nắm chắc sự việc trong tay thì chắc chắn sẽ chẳng hoang mang, đối phương tự tin như vậy chứng tỏ sau lưng có người. Có người thì có quan hệ, như vậy sau lưng mình cũng không trống trải cô đơn. Vương Tử Quân tin chỉ cần mình mở miệng, dù mời ai ra thì tất cả sẽ được xử lý tốt. Nhưng hắn không muốn làm như vậy, vẫn để cho mèo chọc chuột. Hắn muốn xem lực nhẫn nại của mình là đến mức độ nào. Không có gì, tôi sẽ giải quyết. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Mạc Tiểu Bắc rồi dùng giọng hời hợt nói. Mạc Tiểu Bắc cũng không nói thêm điều gì, nàng xoay người đi về phía cổng. Nàng đi lại rất tiêu chuẩn, chỉ sau chốt lát thì tư thế oai hùng đã biến mất. Vương Tử Quân nhìn về phía Mạc Tiểu Bắc, sau đó ánh mắt nhìn về phía khu văn phòng của Hội đồng Nhân dân cách đó không xa, hắn thầm nói. Chủ tịch Tăng. Bây giờ đến lượt anh xuất thủ rồi đấy. Gió bùng lên trong khu văn phòng khối chính quyền huyện càng thêm lạnh lẽo, lúc này phòng làm việc của Vương Tử Quân rất buồn tẻ trống trải. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc đọc sách, lại vừa chăm chú ghi chép. Tút, tút, tút. Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại, đầu dây bên kia vang lên âm thanh hùng hậu của Tằng Nhất Khả. Chủ tịch Vương, tôi là anh Tằng. Chủ tịch Tằng, chào anh. Vương Tử Quân tuy dùng giọng nước chảy mây trôi lên tiếng nhưng bàn tay cầm bút có hơi run. Chủ tịch Vương, tối nay chúng tôi sẽ họp. Giọng điệu của Tằng Nhất Khả trong điện thoại không nghe thấy chút cảm tình nào. À, Chủ tịch Tằng không hổ danh là lãnh đạo, thiết lập trận tuyến thật sự ổn định. Những cố gắng của Chủ tịch Tằng, Tử Quân này xin ghi tạc trong lòng. Vương Tử Quân nói rất cẩn thận, nhưng lại nói ra những cảm kích của mình rất đúng chỗ. Ha ha ha. Tôi và Chủ tịch Tử Quân có cái nhìn giống nhau, không quen nhìn những tên làm rối loạn trật tự kỷ cương. Tôi là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, cũng có chút quyền lợi,
tôi cũng không thể nhìn huyện ủy cho ra những quyết sách sai lầm được. Tăng Nhất Khả nói lời này cũng có ngụ ý, cũng đủ một nồi cho Vương Tử Quân tinh tế suy đoán. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không tiếp tục thảo luận về vấn đề này, hắn thản nhiên nói. Chủ tịch Tăng, tôi cũng thật sự có vài ý nghĩ với công tác của anh. Khi Tăng Nhất Khả và Vương Tử Quân đang nói ra những lời mê hoặc lẫn nhau, lúc này trong phòng làm việc của Cục trưởng Cục Công an, Cơ Tòng Lương đang chỉ vào mặt chủ nhiệm văn phòng Cục Công an nói. Đây là bản thảo mà anh mất cả đêm để viết ra sao? Anh tưởng cho Chủ tịch Vương nói vài ba câu vào ngày mai là xong sao? Tôi nói cho anh biết, anh có biết Cục Công an chúng ta những năm qua làm được bao nhiêu công tác không? Còn nữa, anh phải xem xét cho ra những lời yêu cầu của Chủ tịch Vương với Cục Công an, tất cả đều phải làm cho hoành tráng. Chủ nhiệm văn phòng Cục Công an cúi đầu nhận lỗi, cũng không dám tranh luận, nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ căm tức. Bản thảo kia đã là 10 trang mà còn nói quá ngắn, anh nổi nóng với Chủ tịch Vương thì tôi có thể hiểu, nhưng nói hết 10 trang bản thảo rồi còn gì nữa. Được rồi, đi mà ghi lại theo đúng trọng điểm tôi nói. Cơ Tòng Lương ném bảo thảo về phía viên chủ nhiệm rồi hỏi tiếp. Hội trường chuẩn bị thế nào rồi? Cục trưởng Cơ, đã chuẩn bị thỏa đáng, tôi đã dựa theo chỉ thị của anh, đã bố trí tốt tất cả, thông báo cho tất cả các đồn công an trong huyện. Ngoài sắp xếp hai nhân viên trực ban, tất cả đều tham gia đại hội. Chủ nhiệm văn phòng Cục Công an bắt đầu đổ mồ hôi nói. À, dù bất kỳ ai cũng không cho phép xin nghỉ, mau thông báo xuống bên dưới, cứ làm như vậy cho tôi. Cơ Tòng Lương vung tay lên, tỏ ý viên chủ nhiệm có thể đi. Cơ Tòng Lương lại ngồi lên ghế, ánh mắt rơi lên một tấm ảnh trên bàn làm việc, đó là một tấm ảnh chụp hơn 20 năm trước, hai người thanh niên đứng đó với nụ cười sáng lạn. Vương Tử Quân, mày chờ đó cho tao. Gió lạnh gào thét, một vài túi nhựa bay vèo trong gió, làm cho gió lạnh thấu xương càng có vẻ hiu quạnh. Hôm nay là ngày tốt lành, mọi chuyện đều có thể thành, hôm nay là một ngày tốt lành, chúng ta hãy mở cửa đón gió xuân. Bài ca đón xuân của huyện Lộ Bắc liên tục vang lên điếc cả tai, sau đó hai cặp loa lớn lại liên tục phát ra những bài hát hành khúc, bầu không khí trên quảng trường cực kỳ tốt. Chính giữa quảng trường là một băng rôn với nội dung, đại hội tuyên thệ trước lúc ra quân trấn áp tội phạm vào mùa xuân của Cục Công an huyện Lô Bắc. Dưới hội trường là đám cảnh sát ăn mặc kín kẽ, áo khoác dày và nặng nề, nhưng gió lạnh thấu xương giống như vẫn có thể len vào bên trong, vì thế mà đám cảnh sát liên tục xoa tay dậm chân. Lãnh đạo làm sao vậy nhỉ, trời lạnh thế này mà phải ra quảng trường lộ thiên sao? Đồn trưởng đồn công an thôn Trần Thôn là Trần Kim Minh. Hắn vừa phát thuốc cho các đồng chí ở bên cạnh vừa dùng giọng trầm thấp hỏi. Thế nào, đến bây giờ mà anh còn chưa biết gì sao? Đồn trưởng Trần, anh gần đây có phải thích đi xuống gặp các mẹ vợ dưới thôn nên quên hết rồi à? Người bị hỏi tiến đến bên tai đồn trưởng Trần rồi nói. Nghe nói có người muốn động vào lãnh đạo, đây là lãnh đạo đang cố ý khoe khoang, chủ yếu là cho một vài người mất mặt, chúng ta chỉ cần đứng xem kịch hay là được. Đồn trưởng đồn công an thị trấn huyện Thành là Lưu Mậu Tài, hắn vừa đốt thuốc vừa dùng giọng hả hê nói. Lưu Mậu Tài là đồn trưởng đồn công an thị trấn huyện Thành, có thể nói là một người mắt nhìn quanh tai nghe tám hướng, tất cả những động tĩnh gió thổi cỏ lay ở Cục Công an huyện đều được hắn biết đến rõ ràng. Còn có người dám động vào lãnh đạo, có gì xảy ra? Trần Kim Minh thật sự lắp bắp kinh hãi, hắn vừa quẹt một cây diêm, bây giờ nghe thấy Lưu Mậu Tài nói như vậy thì hơi dừng lại, thế là que diêm tắt ngúm. Lưu Mậu Tài nhìn ánh mắt mê hoặc của Trần Kim Minh, thế là trong lòng có chút hèn mọn. Hắn thầm nghĩ, Trần Thôn các người là núi cao xa hoàng đế, biết cái đếch gì. Nếu nói về chuyện trong cục, các anh chỉ xách dép cho tôi. Chuyện gì xảy ra, còn có chuyện gì xảy ra nữa? Là vị phó chủ tịch huyện mới đến muốn làm chuyện lớn, nghe nói tên này cho ra lời đề nghị với hội nghị thường ủy, muốn cách chức của lãnh đạo. Một cán bộ lãnh đạo đường đường là cục trưởng cục công an mà muốn cách chức như mua rau ngoài chợ vậy sao? Hôm nay cục công an chúng ta tổ chức đại hội xuất quân với quy mô lớn, chính là cho tên không biết nông sâu kia ca tụng công đức của chúng ta. Lưu Mậu Tài nói bằng giọng điệu rất khẽ khàng, hắn nói rõ sự việc từ đầu đến cuối, đám cảnh sát ở bên cạnh nghe xong thì cười lên ha ha. Đúng là loại người không biết nặng nhẹ, không ăn thịt heo nhưng cũng phải thấy heo chạy qua đường chứ. Các anh! Chút nữa đồng chí phó chủ tịch đến phát biểu, chúng ta cần phải vỗ tay thật nhiệt tình, như vậy mới có thể biểu hiện lòng nhiệt tình của các đồng chí công an. Trần Kim Minh vừa cười vừa nói. Trần Kim Minh, anh nói gì ở đây vậy? Cơ Tòng Lương vừa nói vừa đi đến.
Khi thấy Cơ Tòng Lương thì vẻ mặt Trần Kim Minh chợt biến thành một đóa hoa, hắn tranh thủ thời gian đứng nghiêm, sau đó chào Cơ Tòng Lương thật sự nghiêm trang, cuối cùng nói. Cục trưởng Cơ, chúng tôi đang nói về chuyện vỗ tay, đến khi lãnh đạo huyện lên tiếng, chúng tôi sẽ vỗ tay thật mạnh, dù có lạnh cũng phải làm hâm nóng lòng của các đồng chí công an. Nói rất hay, phải như vậy mới được. Cơ Tòng Lương mỉm cười nhìn Trần Kim Minh, hắn khẽ gật đầu rồi đi về phía đài chủ tịch. Hừ, Trần Kim Minh, vốn là việc của tôi, anh lại lấy làm của mình để khoe khoang thành tích sao? Tôi nói cho anh biết, nếu trưa nay anh không mở tiệc ở thôn Giáp Ngư, tôi và các anh em sẽ không tha cho anh. Chờ Cơ Tòng Lương đi xa, Lưu Mậu Tài đấm lên vai Trần Kim Minh rồi ồn ào nói. Lưu Mậu Tài vừa lên tiếng thì những người khác cũng không cam chịu yếu thế, vậy là nhóm người bắt đầu ồn ào bắt Trần Kim Minh phải mời khách. Được, 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 không phải là một bữa cơm thôi sao? Sau khi kết thúc hội nghị thì anh em ta cùng đi, cho mọi người một bữa no nê. Trần Kim Minh được Cơ Tòng Lương khen ngợi cũng cảm thấy rất hưng phấn, hắn cũng không chịu được tình huống các đồng nghiệp mở miệng ồn ào, thế là sảng khoái đồng ý. Tuyết, tuyết, một chiếc xe hơi chạy qua, là một chiếc Santana không cũ không mới, xe dừng lại bên cạnh hội trường, đám cảnh sát đều đưa mắt nhìn sang. Cơ Tòng Lương biết rõ đó là chiếc xe của ai, khi thấy xe dừng lại vững vàng thì khóe miệng hắn lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn khẽ ngoắc viên phó cục trưởng ở bên cạnh mình lại rồi nói. Lãnh đạo huyện đã đến, chúng ta cùng ra nghênh đón, anh theo tôi đi đón phó chủ tịch Vương. Bình thường hạ cấp ra chào đón lãnh đạo đều phải đón từ đầu đường, không đợi lãnh đạo xuống xe mà phải tiến lên mở cửa, nhưng Cơ Tòng Lương thì quá tốt, nói đi đón người nhưng vẫn còn ở trên đài chủ tịch. Dù đi xuống nhức xe của Vương Tử Quân đã sớm dừng lại ở chỗ đó. Cơ Tòng Lương cũng không phải kẻ ngốc, tuy có tư thái tôn trọng lãnh đạo, nhưng muốn mở cửa xe cho người ta thì đừng hòng. Không đợi nhóm Cơ Tòng Lương từ trên bậc thang đi xuống thì Vương Tử Quân đã từ trong xe đi ra, theo hắn đi đến cục công an lần này ngoài Tôn Hạ Châu còn có một người đàn ông hơn 40 tuổi. Người đàn ông trung niên này đeo kính, bộ dạng rất biết vâng lời khi đứng trước mặt Vương Tử Quân, xem ra là một vị cán bộ trong huyện. Ha ha ha, Chủ tịch Vương, nghênh đón chậm trễ, mong anh thứ lỗi, mời vào mời vào. Cơ Tòng Lương nói rồi hai tay bắt chặt tay Vương Tử Quân, bộ dạng đầy nhiệt tình. Vẻ nhiệt tình của Cơ Tòng Lương thì dù ai cũng có thể nhìn thấy sự giả tọa, nhưng Vương Tử Quân chỉ cười nhạt một tiếng, hắn duỗi tay ra nói. Ngài quá khách khí rồi. Hai người đều mang theo nụ cười giống như bạn cũ lâu năm không gặp, Vương Tử Quân được đám lãnh đạo cục công an vây quanh, bọn họ cùng nhau đi lên đài chủ tịch. Sau khi bài quốc ca hùng tráng vang lên, hội nghị chính thức bắt đầu. Cơ Tòng Lương tuyên bố kỷ luật hội nghị, sau đó nhìn về phía Vương Tử Quân rồi cười nhạt một tiếng, bắt đầu nói. Các đồng chí, mùa đông là lúc tội phạm hoành hành, lúc này đã gần Tết âm lịch, huyện ủy đã nghiên cứu và cho ra quyết định, triển khai hành động giữ gìn trật tự trị an, đả kích tội phạm. Chúng ta phải sớm có dự phòng với tội phạm, phải sớm xử lý, phát hiện sớm, giữ vững địa bàn, đặt ra trọng quyền. Duy trì 30 ngày, đảm bảo trăm họ bình an ăn Tết. Công an là gì? Có người nói đây là thần hộ mệnh của nhân dân, chúng ta có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ hành động lần này không? Có. Đám cán bộ công an bên dưới đồng thanh hô lớn. Nếu nói về năng lực phát biểu thì Cơ Tòng Lương thật sự có cả hai tay, giọng điệu của hắn trầm bổng du dương, rất có khí phách, nhanh chóng tô đậm bầu không khí hội nghị. Các đồng chí, huyện ủy chính quyền rất coi trọng hành động của chúng ta lần này. Bây giờ chúng tôi xin mời Chủ tịch Vương đại diện cho khối chính quyền huyện lên nói đôi lời. Cơ Tòng Lương nói rồi vỗ tay đầu tiên, sau đó là tiếng vỗ tay như sấm dậy, thật sự như núi đè xuống, đinh tai nhức óc. Đúng lúc này vị chủ nhiệm văn phòng đã được Cơ Tòng Lương sắp xếp sẵn, hắn tiến lên đưa bản thảo vào trong tay của Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân cầm một sấp bản thảo dày đặc trong tay mà vẻ mặt càng thêm sáng lạn, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh micro rồi dùng giọng có khí phách nói. Các vị đồng chí, tôi rất vui khi được có mặt ở đây với mọi người, nhưng trước khi tôi lên tiếng thì còn phải tuyên bố một quyết nghị. Đây chính là đồng chí Miêu Chính Hồng của Hội đồng Nhân dân huyện, bây giờ tất cả các vị công an trong huyện đều tập trung tại đây, mời đồng chí Miêu Chính Hồng lên nói vài lời liên quan đến quyết nghị của Thường ủy Hội đồng Nhân dân huyện. Cơ Tòng Lương nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng của người đàn ông trung niên kia mà gương mặt chợt biến đổi, một cảm giác xấu chợt bùng lên trong lòng hắn. Nhưng cảm giác xấu này từ đâu đến thì hắn lại không rõ. Thường ủy Hội đồng Nhân dân huyện Lô Bắc lần này cho ra ba quyết nghị. Miễn đi chức vụ Cục trưởng Cục Công an huyện Lô Bắc của đồng chí Cơ Tòng Lương.
Âm thanh của người đàn ông trung niên là cán bộ của khối hội đồng nhân dân huyện tuy không lớn nhưng lại giống như một cây gậy sắt đập mạnh vào đầu Cơ Tòng Lương. Miễn chức, là quyết nghị miễn chức của hội đồng nhân dân huyện. Hắn nghe thấy vậy thì chợt cảm thấy buồn cười, nhưng hắn còn chưa kịp cười thì trong lòng đã trở nên lạnh như băng. Thường ủy hội đồng nhân dân huyện thật sự có quyền miễn chức vụ đối với các vị phó chủ tịch và cục trưởng, quy củ này lóe lên trong lòng Cơ Tòng Lương, thế là tâm tình của hắn chợt rơi xuống vực sâu. Cơ Tòng Lương nhìn về phía Vương Tử Quân, đối phương đang ngồi đó cười thản nhiên, bộ dạng bình tĩnh không chút sợ hãi, hắn lại nhìn về phía đám cán bộ công an bên dưới, mọi người ai cũng cười. Đại hội tuyên thệ long trọng trước khi xuất quân lần này đã chuẩn bị nhiều ngày, nhân viên tham dự cũng với quy mô chưa từng có, đó là hắn muốn Vương Tử Quân mất mặt. Không ngờ sân khấu dựng xong thì người mất mặt lại là Cơ Tòng Lương hắn, bây giờ quyết nghị miễn chức của Hội đồng Nhân dân huyện đã ép đến. Toàn bộ hội trường trở nên vắng lặng như tờ. Hầu Thiên Đông ngồi trong phòng làm việc uống trà thản nhiên tự đắc, lão nhìn lớp hơi nước đóng bên ngoài cửa sổ mà thầm cảm thán, mùa đông năm nay khá lạnh. Dưới thời tiết quái quỷ thế này mà mở đại hội xuất quân trên quảng trường Lộ Thiên, Cơ Tòng Lương đúng là rất biết cách hành khổ con người. Bí thư Hầu nói một câu, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười làm cho người ta phải nghiêm ngẫm. Hầu Thiên Đông uống một ngụm trà rồi lại nhớ đến Vương Tử Quân, lão thầm oán tên kia đúng là không biết nông sâu, chính cậu còn chưa đứng vững bàn chân mà dám công khai đề nghị miễn chức một vị cục trưởng cục công an huyện, cậu không phải đang ép người ta mất đường lui sao? Chương 184, anh mạnh tôi yếu, anh yếu tôi mạnh. Hậu Hắc Học có một câu nói như thế này, làm người không nên quá vô tình, không nên làm việc tuyệt tình, nếu không cho dù có bạn bè bằng sắt, có uyên ương nghịch nước cũng sẽ đến lúc chết đuối, có cánh khó bay, đừng nói Cơ Tòng Lương là một người có thế lực trong chốn quan trường. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, bí thư Hầu nghe thấy như vậy thì tỏ ra không vui. Lão thích những con người vững vàng bình tĩnh. Vì thế cực kỳ bực bội với đám người hấp tấp vội vàng. Vào đi. Âm thanh của bí thư Hầu vẫn bình thản, lão là bí thư huyện ủy, vui buồn không lộ ra vẻ mặt, điều này được lão phát huy đến tận cùng. Bí thư Hầu, không tốt rồi. Thư ký Tiểu Chu của Hầu Thiên Đông vội vàng chạy vào rồi dùng giọng không thở ra hơi nói. Hầu Thiên Đông chợt nhíu mày, trong lòng thật sự căm tức. Ôi, đúng là không ra gì. Vốn đang định vài ngày nữa sắp xếp cho thư ký Tiểu Chu xuống tuyến xã làm chủ tịch xã để rèn luyện, nhưng với tính khí không ổn định thế này, xuống tuyến dưới làm chủ tịch xã thì sao có thể ổn định được trận tuyến. Tôi rất tốt, có chuyện gì? Hầu Thiên Đông không khách khí với thư ký của mình, lão đặt ly trà lên bàn thật mạnh rồi trầm giọng nói. Bí thư Hầu, bí thư Hầu. Tiểu Chu vốn nóng lòng đến báo cáo, nhưng khi thấy vẻ mặt mất vui của bí thư Hầu thì trong lòng thầm nghĩ không xong. Chính mình thất thố làm tâm tình lãnh đạo giảm xuống thấp, sợ rằng sẽ có vấn đề. Vẻ mặt Hầu Thiên Đông càng thêm khó coi. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Gặp việc phải bình tĩnh, gặp phải chuyện khẩn cấp thì không nên làm rối loạn trận tuyến. Vì sao bây giờ cậu còn tỏ ra lúng túng vội vàng như vậy? Bí thư Hầu dạy bảo rất đúng, Tiểu Chu ghi nhớ rất kỹ. Là thế này, Hội đồng Nhân dân đưa đến một bản thông báo. Tiểu Chu lúc đầu còn có hơi lắp bắp. Nhưng bây giờ đã nhanh chóng khôi phục lại như thường. Tôi tưởng có chuyện gì, không phải chỉ là một thông báo thôi sao, có gì mà cậu ngạc nhiên như vậy. Đi, đặt đến đây tôi xem. Hầu Thiên Đông vừa nghe nói không phải chuyện gì lớn thì trái tim cũng không còn treo lên cao. Vị chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tăng Nhất Khả vào lúc này thật sự có chút xích mích với Bí Thư Hầu vào thời điểm trước kia, nhưng Bí Thư Hầu lại rất nắm chắc cơ cấu của Hội đồng Nhân dân huyện. Nếu không có sự đồng ý của Bí Thư huyện ủy, bọn họ sẽ làm được gì? Dù thế nào thì tất cả cũng do đảng ủy chỉ đạo, một vị chủ tịch hội đồng nhân dân sẽ chẳng đáng là gì. Bí thư Hầu, thông báo này không giống, bọn họ cách chức cục trưởng cơ. Tiểu Chu cuối cùng cũng nói ra sự việc. Cách chức, hội đồng nhân dân cách chức cục trưởng Cơ Tòng Lương. Hầu Thiên Đông nghe được tin này mà đầu phình to ra, Cơ Tòng Lương mất chức không có gì quá đáng với lão. Nhưng điều làm cho lão khiếp sợ chính là Hội đồng Nhân dân không thèm báo cáo với huyện ủy mà trực tiếp miễn chức của Cục trưởng Cục Công an Cơ Tòng Lương. Dựa theo chức quyền thì Hội đồng Nhân dân có quyền bỏ cũ thay mới với các thành viên ban ngành khối chính quyền, nhưng đây chỉ là chức quyền trên giấy, trên thực tế thì quyền nhân sự đều thuộc về đảng ủy, Hội đồng Nhân dân sẽ làm được gì? Bây giờ lại có vấn đề, đó chính là vấn đề về lực khống chế của Hầu Thiên Đông. Loại chuyện này xảy ra. Như vậy thị ủy sẽ có nghi vấn về lực khống chế của Hầu Thiên Đông hay không?
Nếu có nghi vấn về lực khống chế của Hầu Thiên Đông, như vậy vị trí bí thư huyện ủy của lão sẽ không còn an toàn, sẽ đáng giá thương thảo. Hầu Thiên Đông đầu tiên là phẫn nộ, sau đó cảm thấy sợ hãi. Sự việc ngoài ý muốn này xảy ra, lão là bí thư huyện ủy huyện Lô Bắc sẽ khó tránh khỏi liên quan, nếu che giấu không được thì chính lão sẽ gặp phải nguy hiểm. Hầu Thiên Đông nghĩ đến Hội đồng Nhân dân, nghĩ đến Tằng Nhất Khả, mà nụ cười nhàn nhạt của Tằng Nhất Khả lại che giấu một hình bóng cán bộ trẻ tuổi ở phía sau, đó là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân này là một phó chủ tịch ra bài không theo quy tắc thông thường, Hầu Thiên Đông nghĩ đến đây mà chợt nhớ đến tình huống khi kết thúc hội nghị thường ủy, Vương Tử Quân không nói lời nào, vẻ mặt bình tĩnh còn mang theo nụ cười. Bây giờ chẳng lẽ chính trị ở huyện Lô Bắc trở thành một cây cầy bấp bênh? Thường ủy bên này không thông qua, chính Hầu Thiên Đông ép Vương Tử Quân xuống, nhưng đối phương lại sử dụng Hội đồng Nhân dân để ép mình. Từ đầu đến cuối đối phương như một cái lò xo, anh mạnh thì hắn yếu, đến khi anh an tâm thoải mái thì đối phương lại vùng lên cho một đạp. Hầu Thiên Đông suy xét vấn đề thật cẩn thận, sau đó vẻ mặt chợt đỏ bừng. Lão nâng ly trà lên muốn ném xuống đất, đúng lúc cửa phòng làm việc bị gõ vang, Tằng Nhất Khả đi vào với nụ cười tươi rói. Bí thư Hầu, có một chuyện tôi cần báo cáo với anh. Hầu Thiên Đông nhìn thấy Tằng Nhất Khả thì nhanh chóng khôi phục như thường, cũng thuận thế buông ly trà xuống bàn. Lão vì muốn che giấu cảm xúc mà lại tranh thủ nâng ly trà lên làm một ngụm, nhưng trà lúc này quá đắng, quá chát. Mời Chủ tịch Tằng dùng trà, là bích loa xuân tôi cất giữ đã lâu. Hầu Thiên Đông vẫn rất bình tĩnh mời Tằng Nhất Khả, lại quay sang phân phó Tiểu Chu. Phòng làm việc của Hàn Minh Khải khóa chặt nhưng bên trong lại liên tục truyền ra tiếng đánh cờ. Chủ tịch huyện, bây giờ mới hơn 9 giờ mà ngài không có mặt ở phòng làm việc, nếu như bí thư Tả biết được, sợ rằng anh ấy sẽ kiểm tra kỷ luật. Hàn Minh Khải vừa đánh cờ vừa nói. Trong khối chính quyền huyện Lô Bắc thì Hàn Minh Khải xem như thành viên đáng tin của Lưu Thành Quân, hai người có quan hệ cứng, nói chuyện cũng tùy ý. Lưu Thành Quân thấy thế cờ khó thì nhíu mày nói. Phòng làm việc, tôi đã sớm mệt chết đi rồi, công tác cũng phải giữ mình một chút. Tôi cũng cần phải nghỉ ngơi, bây giờ sắp Tết, phòng làm việc của tôi mỗi ngày bận rộn, tôi cũng buồn bực, hơn nữa suốt ngày đều là tiền. Khối chính quyền huyện sao lại thiếu nhiều tiền như vậy? Nói đến thiếu nợ thì tôi luôn nhức đầu. Tôi hận không thể bán mình đi cho rồi. Thôi, đánh cờ, tôi cứ ở đây, cho đám người kia chạy loạn. Nếu anh là chủ tịch huyện mà bán mình, có lẽ chị dâu cũng không đồng ý. Hàn Minh Khải dùng giọng nghiêm túc nói, nhưng vừa nói ra khỏi miệng thì Lưu Thành Quân đã cười lên ha hả. Cậu đấy, không khi nào sửa miệng, như vậy sao vào thường ủy được? Lưu Thành Quân ra vẻ gõ đầu Hàn Minh Khải. Hàn Minh Khải nở nụ cười tự chế giễu. Chủ tịch Lưu, chuyện của tôi thì tôi hiểu, những thứ khác tôi cũng không muốn, coi như tôi là một phó chủ tịch là được. Hàn Minh Khải nói đến đây thì chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn nói. Chủ tịch Lưu, nếu không hôm nay chúng ta mời phó chủ tịch Vương đến dùng cơm. Có lẽ hôm nay cậu ấy chịu nhiều uất ức, cần an ủi. Lưu Thành Quân đẩy bàn cờ nói. À, dệt hoa trên gấm không bằng giúp nhau lúc hoạn nạn, kẻ địch của kẻ địch là bạn của mình, cũng cần phải lôi kéo. Như thế này đi. Minh Khải, cậu sắp xếp đi, chúng ta đi an ủi cậu ấy, địa phương dùng cơm không cần quá xa hoa. Tốt, vậy quyết định ở khách sạn Long Đằng, đây là xí nghiệp vừa mở, hoàn cảnh tốt. Hàn Minh Khải cũng đẩy cờ ra rồi khẽ nói. Lưu Thành Quân khẽ gật đầu, hắn biết lai lịch của khách sạn Long Đằng, khách sạn này có danh nghĩa cổ phần của Hàn Minh Khải, dù hắn biết rõ nhưng theo quy củ quan trường vẫn không nói ra. Chương 185, đủ mọi đường, mọi hướng, mọi cách. Minh Khải, sau này cậu cần phải giúp đỡ Chủ tịch Tiểu Vương nhiều hơn, cậu ấy dù sao cũng còn trẻ, nếu bị ngăn cản nhiều quá sẽ sinh ra nhụt chí, cậu cũng đừng đánh những đồng chí có tinh thần giống như bóng ra. Lưu Thành Quân chợt dùng giọng ẩn giấu nói. Hàn Minh Khải cười. Chủ tịch Lưu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ bồi dưỡng tốt cho vị cán bộ có khả năng của khối chính quyền. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại di động của Lưu Thành Quân chợt vang lên, Lưu Thành Quân nhìn vào con số xuất hiện trên màn hình. Sau đó miễn cưỡng tiếp nhận. Có chuyện gì? Hàn Minh Khải cũng rất thức thời, nhanh chóng châm trà vào ly cho Lưu Thành Quân. Hắn biết rất rõ tính cách của Chủ tịch Lưu Thành Quân, tuyệt đối có cấp bậc trên phương diện đối nhân xử thế, giống như có sẵn một kịch bản tuyệt diệu trong đầu vậy. Gặp nhân vật nào sẽ đùa giỡn theo kiểu đó, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói giọng quỷ, gặp lãnh đạo thì dù là cấp bậc lớn nhỏ thế nào cũng tỏ ra tôn kính,
đối đãi với cấp dưới sẽ luôn tinh tế xem xét tình thế và con người. Lúc này mà Lưu Thành Quân còn tiếp điện thoại, Hàn Minh Khải đủ lý do để kết luận Chủ tịch Lưu đang tiếp nhận một cuộc điện thoại của người bình thường. Nhưng khi Hàn Minh Khải đặt ly trà xuống thì vẻ mặt của Lưu Thành Quân trở nên âm trầm, bàn tay hầu như trở nên run rẩy. Chủ tịch Lưu, anh làm sao vậy? Hàn Minh Khải nhìn Lưu Thành Quân, hắn không nhịn được phải trầm giọng hỏi. Lưu Thành Quân trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thì nở nụ cười, rõ ràng là nụ cười của một người thấy bầu trời u ám lại trở nên quang đãng. Hắn dùng giọng thấm thía nói với Hàn Minh Khải. Minh Khải, kẻ lộ mặt thật sẽ không phải là chân nhân phải không lộ tướng. Chúng ta đã xem thường Chủ tịch Vương, người này chính là một nhân vật làm sinh động mọi việc. Vương Tử Quân, hắn ta làm sao? Hàn Minh Khải cũng không quá rõ ràng về Vương Tử Quân, lúc này nghe thấy Lưu Thành Quân nói như vậy thì vẻ mặt kinh ngạc lại tăng tiến. Hi hi, cơ tòng chính quả nhiên đã bị miễn chức, là văn bản quyết nghị của Hội đồng Nhân dân huyện. Hay, quá hay, tôi cho rằng cậu ta không làm gì được Cục trưởng Cục Công an trong hội nghị thường ủy, bây giờ đã bị chèn ép mặt nở hoa, không ngờ tiểu tử này lại còn có đòn tối hậu, đứng chờ Hầu Thiên Đông sập bẫy. Hừ, đứng trước mặt toàn thể cán bộ Cục Công an đọc quyết nghị của Hội đồng Nhân dân huyện, tôi xem lần này Hầu Thiên Đông thật sự đã quá đau đầu rồi. Lưu Thành Quân sờ lên đầu của mình rồi dùng giọng hả hê nói. Hàn Minh Khải chợt ngây người. Bàn tay đưa ly trà đến cũng run rẩy làm đổ nước ra ngoài, hắn dùng giọng không dám tin nói. Chủ tịch Lưu, anh nói gì? Cơ tòng Lương bị miễn chức. Điều này là do Chủ tịch Tiểu Vương làm ra sao? Đừng xưng hô với người ta như vậy, nhớ kỹ, cần phải gọi là Chủ tịch Vương. Lưu Thành Quân dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Hàn Minh Khải, sau đó trầm giọng nhắc nhở. Khi hai người đang trò chuyện thì điện thoại của Lưu Thành Quân lại vang lên, lúc này là Hầu Thiên Đông gọi đến. Hai vị lãnh đạo huyện Lô Bắc trao đổi với nhau vài câu. Một cuộc điện thoại kéo dài hơn 10 phút, sau khi đặt điện thoại xuống thì Lưu Thành Quân thở dài một hơi, sau đó hắn mới dùng giọng thản nhiên nói. Lúc này quyền lợi của huyện Lô Bắc đã trải rộng, ai muốn chơi thì nhảy vào. Thư ký Chu, bí thư Hầu có bên trong không? Cơ tòng Lương tuy treo nụ cười rạng rỡ nhưng rõ ràng là quá gượng ép, còn khó coi hơn không cười. Tiểu Chu nhìn cơ tòng Lương mà trên mặt có chút đồng tình. Nếu nói thật lòng thì trước kia cơ tòng Lương đối với hắn không tệ. Nếu so sánh thì người này còn kém lãnh đạo của hắn rất nhiều, nhưng ít ra người ta cũng rào đón mình, đây cũng là điều bình thường. Những ngày lễ Tết thì cơ tòng Lương luôn xưng anh em và lôi kéo làm quen với mình, chỉ cần nhìn vào quan hệ trên quan trường thì hai bên là không tệ. Nhưng nghĩ đến lời phân phó của bí thư Hầu, Tiểu Chu vẫn dứt khoát dùng giọng sắt đá nói. Cục trưởng Cơ, bí thư Hầu đang họp. Tôi sẽ chờ. Cơ tòng Lương ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, hắn đã tỉnh táo lại sau tình huống bị Hội đồng Nhân dân huyện miễn chư xê, sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi đến phòng làm việc của bí thư Hầu Thiên Đông. Dựa vào trí tuệ chính trị nhiều năm của hắn, hắn mẫn cảm ý thức được chuyện này nếu đưa ra ngoài sân khấu thì mình căn bản khó thể nào chống được dư âm của cơn sóng dữ. Hội đồng Nhân dân và huyện ủy có tranh chấp, bí thư Hầu sẽ vì một vị cục trưởng cục công an nhỏ bé như mình mà chính thức bày ra mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng giữa hai bên sao? Chỉ sợ nếu đem cân thì Hội đồng Nhân dân và Cục trưởng Cục Công an sẽ có sự chênh lệch rất lớn, bí thư Hầu sẽ dựa vào đó để suy xét nặng nhẹ sao. Cơ tòng Lương nghĩ đến đây thì cảm thấy trên trán vã mồ hôi lạnh, hắn đứng không được mà ngồi cũng không xong. Cơ tòng Lương ảo não ngồi trên mặt ghế, hắn không tự chủ được lại nhớ về người anh đã bị người của viện kiểm sát đưa đi, trong lòng không nhịn được phải mắng, đúng là con heo. Làm ra những việc quá xấu hổ, lớn tuổi như vậy mà không biết làm gì ra hồn. Sao lại phạm phải sai lầm như vậy? Nếu như không phải nể tình anh em, cơ tòng Lương sao lại phải đối kháng với Vương Tử Quân? Nếu không so chiêu với đối phương thì mình cũng không rơi rớt đến mức độ thế này. Những năm gần đây hắn rất có cảm tình với anh trai của mình, nhưng nghĩ lại thì mình cả ngày cứ như một đứa cháu nội, từng bước bò lên cao, trong lòng vẫn rất căm tức với người anh kia. Đã lớn tuổi như vậy, sao lại có thể làm ra chuyện dâm loạn với một cô gái nhỏ? Đúng là óc đã ném cho chó ăn. Cơ tòng Lương thầm mắng anh của mình không ra gì, nhưng hắn cũng dần tỉnh táo trở lại. Hắn bắt đầu suy đoán về những quyết định của Hầu Thiên Đông, dưới tình huống này Hầu Thiên Đông có thể bảo vệ vị trí của mình, dù là chính mình phải đến nhận sai với Vương Tử Quân, hắn cũng có thể chấp nhận. Cơ tòng Lương ném đầu thuốc xuống đất, sau đó dẫm chân lên. Hắn chỉ mong sao đầu thuốc đó là Vương Tử Quân, hắn muốn dẫm lên thật mạnh cho nó tan biến đi.
Lúc này Vương Tử Quân cũng không biết Cơ Tòng Lương đang xem tàn thuốc là nơi chút giật, hắn ngồi trong phòng họp của huyện ủy, vị trí vẫn như ngày hôm qua, nhưng lúc này ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía hắn lại khác biệt. Vương Tử Quân tiếp đón các loại ánh mắt nghiền ngẫm, xem xét, ngưng trọng, đủ mọi loại khác biệt, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh và ung dung. Tình huống giống như nhau, nhân vật giống như nhau nhưng cách cục đã không còn như trước, mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động. Vương Tử Quân biết rõ, bây giờ mình đã lấy được vé vào cổng huyện Lô Bắc, thông qua sự kiện lần này, hắn sẽ không còn là một vị cán bộ từ bên trên xuống nhận chức cho vui, mà chính thức là một thành viên trong cơ cấu quyền lực của huyện Lô Bắc. Khói thuốc lượn lờ, từng điếu thuốc được người ta thiêu đốt, không ai lên tiếng, không khí cực kỳ ngưng trọng, hầu như sắp đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Vẻ mặt Hầu Thiên Đông vẫn rất bình tĩnh, nhìn không ra vui buồn, nhưng ai cũng biết rõ, lúc này bí thư bị Vương Tử Quân cho một gậy vô hình, trong lòng một ngạt đến mức thế nào. Hầu Thiên Đông giận tím mặt, lão muốn đứng lên gào thét mắng chửi, muốn vỗ bàn với Vương Tử Quân Tằng Nhất Khả trước mặt đám thường ủy huyện ủy, lên án hành vi không có tổ chức, vô kỷ luật, không có ý thức đại cục, lấy việc chính để suy xét cái tôi của hai người này. Tất nhiên cũng không thiếu một câu như thế này, các đồng chí, một tập thể cần phải dựa vào tổng thể, nếu muốn làm tốt công tác thì trước tiên nên đoàn kết, nếu không ai nói ai làm, nào còn dư âm của tính chất hài hòa. Đúng là làm bừa bãi. Nhưng Hầu Thiên Đông cũng không ngờ trước đó Tằng Nhất Khả đến tìm mình báo cáo lại mỉm cười đưa ra tài liệu về việc Cơ Tòng Lương hãm hại một nhà Lý Thiết Trụ. Lão không thể không thừa nhận người ta đã sớm phá hỏng đường. Chuyện này Tằng Nhất Khả đã làm tốt, nhưng nếu như ném kết quả của hội nghị thường ủy dưới huyện lên thị ủy thì sẽ là thế nào? Vấn đề là, còn bà nó tên Cơ Tòng Lương kia không thể nào tiếp nhận điều tra được. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, Hầu Thiên Đông trầm ngâm một lát, sau đó lão mở miệng nói. Các đồng chí Cơ Tòng Lương lạm dụng chức quyền chấp pháp phạm pháp lại là một hồi chuông cảnh báo cho tất cả chúng ta. Chúng ta không thể nào giám sát tốt đồng chí của mình, điều này thật sự là đau lòng. Tôi có ý kiến với sự việc lần này, đó là xử lý nghiêm khắc, cần phải điều tra thật nghiêm, nhất định phải thanh trừ những cán bộ đảng viên con sâu làm dầu nồi canh, không thể tạo nên những trường hợp cá biệt như vậy nữa, để tiếp tục bôi đen bộ mặt của đảng ủy chính quyền. Trong hội nghị chỉ có một mình Hầu Thiên Đông nói vài câu, Lưu Thành Quân lại trầm mặc không nói gì, Tằng Nhất Khả cùng dự thính hội nghị giống như Vương Tử Quân cũng không lên tiếng. Lão đang ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, liên tục nâng ly nhấp vài ngụm trà. Hội nghị rất ngắn, trong khoảng thời gian ngắn đó chỉ có sự trầm mặc, sau khi bí thư Hầu Thiên Đông tuyên bố tan họp, một hội nghị thường ủy khó chịu nhất đối với Hầu Thiên Đông sau nhiều năm nắm quyền cũng đã kết thúc. Trong toàn bộ quá trình thì Vương Tử Quân không nói lời nào, nhưng sự hiện hữu của hắn giống như một ngôi sao chói mắt, không thể không làm cho đám thường ủy phải đưa mắt nhìn. Khi hắn chậm rãi đi ra ngoài cửa phòng họp, Lưu Thành Quân đã đứng chờ bên cạnh, đồng thời cũng vung tay bắt chặt tay Vương Tử Quân. Động tác này của Lưu Thành Quân dù chỉ là tượng trưng nhưng ý nghĩa bên trong thế nào thì Vương Tử Quân hiểu ra ngay. Hắn cũng không từ chối ý tốt của Chủ tịch Lưu, bây giờ Chủ tịch Lưu cần một minh hữu, đối với Vương Tử Quân đang cần đứng vững bàn chân thì cũng xem như cùng mục đích. Chào Chủ tịch Vương! Hội nghị thường ủy vừa mới kết thúc không bao lâu thì tin tức đã truyền đi xôn xao khắp các khu văn phòng. Vương Tử Quân đi đến trước khu văn phòng khối chính quyền, đám cán bộ đứng đó chợt đứng sang bên cạnh, lại cung kính lên tiếng chào hỏi, vẻ mặt kẻ nào cũng cực kỳ thận trọng. Vương Tử Quân có trí nhớ rất tốt, dù đám cán bộ này chỉ là tiểu binh tiểu tốt nhưng khi hắn vào công tác ở khối chính quyền huyện Lô Bắc thì vẫn xưng hô tên của từng người rất rõ ràng, không sai một chữ. Điều này làm cho đám cán bộ kia cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng, Chủ tịch Vương rõ ràng biết tên mình, thế là vẻ khiêm tốn trên mặt càng thêm nhiều. Xem ra chủ động nhớ tên người cũng là một phương án giao tế cực kỳ quan trọng, những người này dù có dựa vào Vương Tử Quân hay không cũng chẳng là vấn đề, chủ yếu là với danh vọng uy tín và chức quyền của hắn thì vẫn cần có cơ sở quần chúng. Chủ tịch Vương, chúng ta đi đâu đây? Thái Thần Bân đã sớm khởi động xe, hắn chạy đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi cung kính nói. Chương 186, yêu không được, hận không xong. Bí thư Hầu, tôi muốn gặp bí thư Hầu. Các người đừng cản tôi có chuyện cần nói với bí thư Hầu. Tiếng hét của Cơ Tòng Lương vang lên từ đầu hành lang, âm thanh này thật sự không cam lòng. Có bốn vị cán bộ mặc trang phục kiểm sát viên đứng sau lưng hắn, giúp hắn đi xuống bên dưới. Hắn không chịu bỏ qua như vậy, âm thanh phát ra thật sự là khàn cuống họng, vì hắn biết rõ sau khi rời khỏi tòa nhà này, vận mệnh của mình sẽ hoàn toàn thay đổi.
Trong hành lang không một bóng người nhưng trên cửa sổ của khu nhà vẫn có nhiều đôi mắt ẩn giấu, lén nhìn đám kiểm sát viên đưa Cơ Tòng Lương xuống lầu. Vẻ mặt mọi người tuy có khác nhau nhưng lại hầu như cùng nghĩ đến một vấn đề, đó là từ hôm nay trở đi, vị cục trưởng cục công an phát triển như gió ở huyện Lô Bắc sẽ không còn cảnh tượng tốt đẹp như xưa. Chủ tịch Vương, chúng ta đi đâu đây? Thái Thần Bân nhìn thoáng qua cửa sổ xe, sau đó hắn đóng cửa lại rồi cung kính hỏi Vương Tử Quân. Đi đến đồn công an huyện thành. Vương Tử Quân thu hồi ánh mắt chuyển lên người Cơ Tòng Lương, sau đó hắn vung tay lên với Thái Thần Bân, lại khẽ nói. Thái Thần Bân nhìn Vương Tử Quân nhắm mắt lại mà càng thêm chú ý, hắn là lái xe của Vương Tử Quân, hai ngày nay thấy lãnh đạo của mình thay đổi như trong chóng, bản lĩnh cực cao. Cục trưởng Cục Công an là một vị lãnh đạo lớn trong những đơn vị của huyện, cũng là cấp chính khoa, so ra thì một vị phó chủ tịch vẫn kém thực quyền hơn một cục trưởng Cục Công an. Không ngờ vị cục trưởng Cục Công an Cơ Tòng Lương không ai bì nổi kia lại bại trong tay của lãnh đạo trẻ tuổi này, Thái Thần Bân nghĩ lại những lời bàn luận của đám người trong khu văn phòng huyện ủy, hắn cảm thấy trên mặt thật sự phát sáng, tâm tư phục vụ chủ tịch Vương cho tốt càng mọc rễ nảy mầm trong lòng. Ngoài đồn công an thị trấn huyện thành, Lý Thiết Trụ bước nhanh ra ngoài, mặt mũi có vài phần khô héo nhưng trong mắt lại tràn đầy vui sướng. Lý Thiết Trụ, anh chuẩn bị sau này làm gì? Vương Tử Quân ngăn cản Lý Thiết Trụ muốn quỳ sụp xuống đất, hắn khẽ hỏi. Lý Thiết Trụ căn bản không nghĩ đến vấn đề này, hắn xuất phát từ bản năng mà trả lời mà không cần nghĩ ngợi. Chủ tịch Vương, con người của tôi rất thành thật, chẳng có khả năng gì cả, chỉ có thể về nhà trồng trọt, chăm lo cho vợ con, không để cho bọn họ chịu uất ức nhiều hơn nữa. Tôi thấy hai là anh cũng đừng quay về, con còn nhỏ, tâm lý đã bị ảnh hưởng, không bằng để bé thay đổi hoàn cảnh. Tôi có một người bạn mở siêu thị ở thành phố Hồng Ngọc, vợ chồng hai người đến đó công tác thì hay hơn, còn chuyện Tiểu Thúy đến trường, tôi sẽ sắp xếp. Vương Tử Quân vỗ vai Lý Thiết Trụ rồi dùng giọng thản nhiên nói. Lý Thiết Trụ nghe thấy những lời như vậy thì chợt lệ nóng lưng tròng, bờ môi mấp máy, hắn nắm lấy tay Vương Tử Quân rồi quỳ sụp xuống đất. Vương Tử Quân cuống quýt nâng Lý Thiết Trụ lên, lại dùng giọng hời hợt nói. Mau đứng lên, tôi cũng không chịu được nước mắt, anh xem tôi là anh em. Như vậy thì nghe lời tôi, đến thành phố Hồng Ngọc thuê phòng, chuyện không vui sẽ chậm rãi qua đi. Vương Tử Quân sau khi dặn dò sắp xếp ổn thỏa cho cả nhà Lý Thiết Trụ, sau đó Lý Thiết Trụ lên xe, hắn từ trên xe hô lớn. Chủ tịch Vương, nếu tôi có thể giúp được gì, chỉ cần ngài nói một tiếng, tôi sẽ liều mình hoàn thành. Vương Tử Quân nhìn về phía chiếc xe đi khuất rồi gật đầu đồng ý. Anh làm như vậy thật sự là khó có được. Một âm thanh trong trẻo vang lên sau lưng Vương Tử Quân, Mạc Tiểu Bắc không biết xuất hiện sau lưng Vương Tử Quân từ khi nào, nàng vẫn mặc quân trang, mà trên người nàng vẫn là khí chất kiêu ngạo như cũ. Một cảm giác kiêu ngạo từ trong khung xương bùng ra ngoài. Thời gian là phương thuốc điều trị vết thương tốt nhất, thay đổi hoàn cảnh sẽ tốt hơn so với trẻ nhỏ. Vương Tử Quân nghiêng đầu sang cười cười với Mạc Tiểu Bắc, sau đó khẽ nói. À, tôi cũng nghĩ như vậy. Không ngờ anh lại nhanh chân đến trước. Mạc Tiểu Bắc khẽ nói bằng giọng lạnh nhạt. Vương Tử Quân nhìn nữ quân nhân kiêu ngạo trước mặt. Tôi cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. À, gặp anh ở huyện Lô Bắc tôi cảm thấy rất vui. Trước mắt tôi có vài vấn đề về chiếc máy tính cần tham khảo ý kiến của anh. Mạc Tiểu Bắc di chuyển chủ đề. Đáng tiếc là bây giờ tôi không có tâm tình. Vương Tử Quân nở nụ cười xin lỗi. Hắn ngăn cản những lời tiếp theo của Mạc Tiểu Bắc một cách không chút khách khí. Mạc Tiểu Bắc không tiếp tục mở miệng, nàng nhìn bóng lưng Vương Tử Quân bỏ đi, sau đó khẽ cảm thán một tiếng. Một nhân tài như vậy lại làm công tác hành chính, đúng là đáng tiếc. Vương Tử Quân hình như nghe được những lời như vậy, thế cho nên cảm xúc có hơi hạ xuống, hắn không biết vì sao mà chợt quay lại cười rồi hô lên một câu. Biết rồi, sau này có gì cứ đến tìm tôi. Hương vị năm mới ngày càng đậm đặc, các hạng mục công tác đều đã tiến vào giai đoạn tổng kết. Trạng thái công tác của huyện ủy chính quyền ngày càng thư thái hơn, chủ quản công tác hậu cần của văn phòng chính quyền càng đưa đến nhiều vật tư cho năm mới. Chủ tịch Vương, đây là hai thùng dầu của anh, tôi đặt ở chỗ này. Tôn Hạ Châu xách theo hai thùng dầu bỏ vào trong phòng xếp của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đang xem văn kiện thì thấy Tôn Hạ Châu đứng lại thở phì phò, hai thùng dầu kia hơn 40 cân, xách lên đây cũng xem như làm khổ cho một vị tú tài như Tôn Hạ Châu. Tôn Hạ Châu. Cậu cũng nên chú ý rèn luyện sức khỏe, nếu về nhà để vợ đánh đòn cũng xem như mất mặt. Vương Tử Quân rất thân thuộc với Tôn Hạ Châu, đôi khi cũng nói đùa với vị thư ký này,
hắn vừa nói vừa ném cho Tôn Hạ Châu một điếu thuốc. Tôn Hạ Châu gãi đầu cười, hắn tiến đến châm lửa cho Vương Tử Quân, sau đó khẽ cúi đầu nhìn thoáng qua bàn làm việc của lãnh đạo, thấy bên trên là văn kiện nói về vấn đề xử lý Cơ Tòng Lương. Khi thấy văn kiện kia thì Tôn Hạ Châu lập tức ý thức được bên trong có ghi những thứ gì. Tôn Hạ Châu là một thư ký được Vương Tử Quân công nhận, vì thế tất cả văn kiện phải thông qua Tôn Hạ Châu mới có thể được đưa đến bàn làm việc của Vương Tử Quân. Bản văn kiện kia cũng được hắn xem qua, mới được đưa đến đây. Bản văn kiện đã khai trừ công chức của Cơ Tòng Lương, yêu cầu Viện Kiểm sát xét xử. Vốn dựa theo những mối quan hệ nhiều năm trong quan trường của Cơ Tòng Lương, hắn tuy không được làm cục trưởng cục công an, nhưng cũng sẽ không rơi rớt đến mức độ như bây giờ. Nhưng trên quan trường có rất nhiều chuyên bất đắc dĩ không thể dùng lý lẽ để trình bày, nổi bi kịch của Cơ Tòng Lương bây giờ chỉ có thể tóm gọn bằng một câu tường đổ do mọi người cùng đẩy. Khi Cơ Tòng Lương bị miễn chức cục trưởng cục công an thì giống như có đủ mọi chuyện không may kéo đến, cũng giống như cắt một cây cải, từng lát một. Theo lời vợ Cơ Tòng Lương, con người khi gặp chuyện không may thì uống nước cũng mắc nghẹn. Khi Cơ Tòng Lương rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục thì một phong thư với nội dung tỉ mỉ và chứng cứ đầy đủ 10 phần chợt xuất hiện, nói rõ những hành vi bảo kê cho sòng bạc và những hoạt động ngầm của hắn, điều này làm cho những người muốn bảo vệ hắn không còn gì để nói, cũng không thể nào mở miệng. Những phong thư tố cáo kia có liên quan đến lãnh đạo của mình không? Nghĩ đến những tin đồn dạo này lan truyền khắp huyện ủy chính quyền như bệnh dịch, Tôn Hạ Châu không khỏi nhíu mày. Nhưng hắn là một thư ký, có một số việc nhìn thấu lại không thể nói rõ, có vài lời nghe vào tai nhưng không thể nói thật. Trong chân kinh danh cho thư ký có một câu được hắn ghi khắc vào tận xương tủy, làm thư ký của lãnh đạo, nhiệm vụ hàng đầu là phải có cặp mắt mù, lỗ tai điếc. Trong đầu lóe lên ý nghĩ, vẻ mặt Tôn Hạ Châu nhanh chóng khôi phục lại như thường. Chủ tịch Vương, đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, hơn nữa vợ cũng không khỏe bằng tôi, thế cho nên những gì anh lo lắng không thể nào phát sinh được. Tôn Hạ Châu thuận thế ngồi xuống trước mặt Vương Tử Quân rồi nói tiếp. Chủ tịch Vương, giám đốc Đỗ của nhà máy In gọi điện thoại đến, nói muốn anh tham gia hội nghị tất niên của nhà máy, anh có thời gian rảnh không? Nhà máy In huyện Lộ Bắc sau một thời gian ngắn cắm đầu kinh doanh, bây giờ đã dần thoát ra khỏi khốn cảnh, tiền lương công nhân viên được đảm bảo. Đỗ Tử Đằng là giám đốc nhà máy In, hắn muốn mở hội nghị chúc mừng năm mới cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Những chuyện này cậu cứ nói với anh Đỗ. Để anh ấy mời bí thư và chủ tịch tham gia thì hay hơn. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi mở miệng phân phó Tôn Hạ Châu. Để cho bí thư và chủ tịch huyện tham gia, chủ tịch Vương có ý gì? Tôn Hạ Châu không ngờ Vương Tử Quân lại cho ra một sắp xếp như vậy, nhưng ngay sau đó hắn lại hiểu ra, Vương Tử Quân rõ ràng muốn hòa hoãn mối quan hệ với bí thư Hầu. Vâng, tôi sẽ gọi điện thoại cho giám đốc Đỗ. Tôn Hạ Châu trầm ngâm một lát rồi cung kính nói. À! Thế này đi, cậu bảo anh ấy chuẩn bị thiếp mời, tôi và anh ấy đến mời bí thư và chủ tịch. Vương Tử Quân khoát tay rồi dùng giọng nhàn nhạt dặn dò. Vương Tử Quân lại ngồi xuống mặt ghế, trên mặt là nụ cười thản nhiên, những lúc nên lui thì lui, chính mình nếu như ngồi vào ghế chủ tịch huyện hoặc là phó bí thư thì sẽ không cần làm như vậy, nhưng mình chỉ là một phó chủ tịch huyện, hơn nữa còn chưa tiến vào trong thường ủy, thật sự không nên huyên náo và căng cứng quan hệ với lãnh đạo. Tin chắc Hầu Thiên Đông sẽ sung sướng tiếp nhận lễ vật của mình. Hội nghị chúc mừng năm mới của nhà máy In được tổ chức rất thành công, không những có bí thư và chủ tịch huyện đến chúc mừng, mà tất cả lãnh đạo ban ngành cũng đến cổ động. Trên hội nghị, Đỗ Tử Đằng phát biểu với lời lẽ tràn đầy biết ơn, đầu tiên hắn cảm tạ lãnh đạo huyện ủy và chính quyền đã quan tâm đến nhà máy In, cảm tạ bí thư Hầu và chủ tịch Lưu đã trợ giúp không mệt mỏi cho sự phát triển của nhà máy. Nếu không có sự ủng hộ hết mình và vung tay trợ giúp chân thành của hai vị lãnh đạo, sợ rằng nhà máy In sẽ không thể nào cải tử hoàn sinh, mà công nhân viên chức nhà máy sẽ không có được cuộc sống thoải mái như lúc này. Hầu Thiên Đông ngồi trên đài chủ tịch đơn sơ, gương mặt tràn đầy nụ cười, một nhà máy In của huyện sở dĩ có được ngày hôm nay thật sự không thể thoát khỏi sự lãnh đạo của lão, có mối liên hệ mật thiết với những tình huống chỉ huy của lão. Vương Tử Quân mỉm cười ngồi bên cạnh Hầu Thiên Đông. Thỉnh thoảng trao đổi vài câu với bí thư, nói chuyện rất vui vẻ. Chủ tịch Vương, cậu ngồi xe của tôi. Sau khi kết thúc hội nghị chúc mừng, Hầu Thiên Đông chủ động nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không từ chối, hắn mở cửa xe cho lãnh đạo, sau đó lại leo lên ở phía bên kia. Khi Vương Tử Quân tiến vào trong xe thì vẻ mặt Lưu Thành Quân có hơi co giật, nhưng ngay sau đó lại là nụ cười sáng lạn. Chủ tịch Tử Quân, cậu làm rất tốt.
mới đến vài tháng đã giúp cho huyện Lô Bắc chúng ta xử lý được một vấn đề lớn, đổi mới chế độ xã hội của xí nghiệp thật sự sinh động. Cậu xem, hôm nay phóng viên tòa soạn và đài phát thanh đều đến đây, chuyên đề phỏng vấn là gì? Chính là kinh tế Lô Bắc đã bắt đầu khởi sắc, cần phải đề cao mới có thể tiến lên khai thác thị trường. Tốt, rất tốt, sang năm cần phải không ngừng cố gắng, tranh thủ thay đổi diện mạo cho các xí nghiệp khác trong huyện. Hầu Thiên Đông dùng giọng tươi cười khẳng định. Bí thư Hầu, nhà máy in thay đổi chế độ nhận được thành công, không phải là tiến hành dưới sự lãnh đạo của huyện ủy hay sao? Nếu như không có được sự giúp đỡ to lớn của anh, cho dù tôi có làm thế nào cũng không thể nào thành công được. Vương Tử Quân rất khiêm tốn vuốt đùi ngựa của Hầu Thiên Đông. Hầu Thiên Đông đối mặt với một vị phó chủ tịch trẻ tuổi như Vương Tử Quân thì thật sự vừa hận vừa yêu, hận là người này cho mình một bài học trên phương diện xử lý vấn đề cơ tòng lương, yêu chính là nhà máy in được người này vận tác vài tháng đã phát triển khát mạnh. Phải biết rằng khi Vương Tử Quân đến huyện Lô Bắc công tác thì nhân viên nhà máy còn đi đến vây quanh khối chính quyền kêu oan, đây hầu như là một sự kiện làm cho mọi người đau đầu. Không ngờ sau khi thay đổi chế độ, định lại biên chế thì lại biến thành một chiến tích khá tốt của Hầu Thiên Đông. Vào thời điểm mà các xí nghiệp đang khổ sở thay đổi biên chế thì nhà máy in của huyện Lô Bắc giống như một vệ tinh thứ nhất vậy. Vài ngày trước thị ủy đã tổ chức hội nghị kinh tế, Hầu Thiên Đông lần đầu tiên nhận được lời khẳng định đầy đủ của Bí thư Hùng. Hầu Thiên Đông nghĩ đến đám bí thư huyện ủy khác bị mắng không tiếc lời thì cười tươi như một đóa hoa, trong lòng lão cũng có chút ấm áp, lúc đó trong lòng cũng thầm hiểu tiểu tử cố tình gây chuyện này thật ra cũng có chút bản lĩnh. Bây giờ Vương Tử Quân chủ động giảm bớt sự căng thẳng trong mối quan hệ với mình, tất nhiên Hầu Thiên Đông sẽ không áp chế để đối phương ngã về phía Lưu Thành Quân. Dù sao lão cũng có sự độ lượng, lão cũng không muốn mình làm một vị tư lệnh không có ai theo sau, nếu như lãnh đạo đứng đầu mà không có sự bao dung, thế thì chỉ tay có ai làm việc. Chỉ cần Vương Tử Quân này có thể tiếp tục công tác dưới sự chỉ đạo của mình, chính mình cần gì phải vì một tên lính quèn mà gây khó dễ. Chuyện đã qua rồi, có thể cười cho qua. Xe chạy không bao lâu thì về đến huyện ủy, Hầu Thiên Đông và Vương Tử Quân bắt tay nhau rồi đi về phòng làm việc của mình. Tút, tút, tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hầu Thiên Đông nhìn về phía chiếc điện thoại màu đỏ, vẻ mặt nghiêm túc trở lại. Lão vội vàng cầm lấy điện thoại và dùng giọng cung kính nói. Chào trưởng phòng Đường, tôi là Hầu Thiên Đông. Bí thư Thiên Đông, bí thư ủy ban tư pháp trong huyện Lô Bắc không thể tiếp tục kéo dài, một ban ngành có sức chiến đấu mạnh hay yếu còn phải nhìn xem nó có kiện toàn hay không. Dựa theo chỉ thị của bí thư Hùng, trong năm nhất định phải phân phối ban ngành cho hợp lý, điều này là cực kỳ cần thiết. Mục đích tôi gọi điện thoại lần này chính là trưng cầu ý kiến của anh. Anh cảm thấy đồng chí Vương Tử Quân đang tạm giữ chức ở huyện Lô Bắc là thế nào? Âm thanh ôn hòa từ đầu dây bên kia truyền đến. Chương 187, thân cận. Vương Tử Quân, bí thư ủy ban tư pháp. Đầu óc Hầu Thiên Đông vận chuyển rất nhanh, lão cố gắng phỏng đoán lời nói của trưởng phòng Đường, ngay sau đó đã hiểu ra vấn đề. Hầu Thiên Đông trầm ngâm chỉ phút chốc, sau đó lão dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Trưởng phòng Đường. Đều nói thường hữu là thiên lý mã, bá nhạc mà không có thường hữu thì không xong, ánh mắt của nhân dân và tổ chức đều sáng như tuyết. Đồng chí Tử Quân có năng lực công tác rất mạnh, nếu như gánh vác trọng trách tư pháp, tôi cảm thấy sẽ không có vấn đề. Như vậy thì tốt. Trưởng phòng Đường ở đầu dây bên kia nói ra bốn chữ rồi khẽ buông điện thoại. Hầu Thiên Đông ngồi trên ghế ở trong phòng làm việc, lão khẽ gõ tay lên bàn, khoảnh khắc sau lão cầm điện thoại gọi cho Vương Tử Quân. Chủ tịch Tử Quân. Tôi đã suy xét, chuẩn bị cho cậu thêm trọng trách, thị ủy nói huyện ủy chúng ta đề cử vị trí bí thư ủy ban tư pháp, tôi đề cử cậu. Năm mới thật sự trở nên bận rộn với Vương Tử Quân, không những phải đi thăm hỏi lãnh đạo, còn phải đối phó với những người đến chúc Tết mình. Trước khi trọng sinh thì năm hết Tết đến đối với Vương Tử Quân là rất nhàn nhã, cứ ở mãi trong nhà mà không đi ra làm gì cả. Nhưng sau khi trọng sinh thì hắn lại có một nhận thức mới, hắn bắt đầu ý thức được cái mối quan hệ phức tạp. Muốn sử dụng tất cả những nhân tố có lợi cho mình. Đây là một phương diện cần phải kinh doanh, dù trong lòng hắn rất phản cảm với những điều này, nhưng người trong giang hồ rất bất đắc dĩ, hắn cũng là thân bất do kỷ, không thể không bỏ thời gian ra đi thăm hỏi người khác. Tết âm lịch Vương Tử Quân đến chúc Tết ông nội, sau đó đi đến nhà bí thư Lâm Trạch Viễn. Hắn rất nắm chắc thời gian, thế nên khi Lâm Dĩnh Nhi mặc một đồ mới ra mở cửa thì cũng là lúc Lâm Trạch Viễn có mặt ở nhà. Tiểu tử cậu công tác rất tốt. Chỉ 2-3 tháng đã làm cho một nhà máy hồi sinh, đúng là không tệ, không tệ.
Lâm Trạch Viễn cầm một cây sâm trong tay rồi mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng chỉ có thể gãi đầu xấu hổ khi Lâm Trạch Viễn nói lời khích lệ, trong miệng cũng chỉ dám nói đây là công lao của bí thư và chủ tịch huyện, nếu không có sự trợ giúp của các vị lãnh đạo huyện ủy chính quyền thì mình căn bản không thể làm gì hơn. Anh cũng không nên nói như vậy, anh nói người ta tốt, cũng không bằng nói người ta coi trọng anh. Lâm Dĩnh Nhi vừa đưa một quả hồng cho Vương Tử Quân vừa cười lớn nói. Bộ dạng không cố kỵ của Lâm Dĩnh Nhi làm cho vợ chồng Lâm Trạch Viễn cười lớn, Lâm Trạch Viễn nhìn Vương Tử Quân cúi đầu không nói lời nào thì khẽ cười một tiếng nói. Tử Quân, công tác tư pháp rất quan trọng, đặc biệt là ổn định càng là quan trọng, một huyện nếu muốn phát triển tốt thì không thể nào ra rời hoàn cảnh ổn định, nếu không bỏ sức công tác ở cơ sở thì sẽ làm trời rung đất lở. Vương Tử Quân không ngờ bí thư Lâm Trạch Viễn cũng biết một chuyện nhỏ nhặt như vậy, hắn chố mắt một lát và hiểu ngay ra vấn đề. Dù không chào hỏi bên trên nhưng bên dưới sẽ có người báo cáo lên, thế là hắn lên tiếng. Cảm ơn bí thư Lâm đã dạy bảo, cháu sẽ nhất định cố gắng công tác, tranh thủ sáng tạo một hoàn cảnh ổn định cho sự phát triển của huyện Lô Bắc. Lâm Trạch Viễn bận rộn nhiều việc, chỉ nói với Vương Tử Quân hơn 10 phút, sau đó vội vàng rời khỏi nhà, tiếp tục công tác. Vương Tử Quân cũng cáo từ, hắn không chú ý đến tình huống Lâm Dĩnh Nhi quẹt miệng mời mình đi chơi. Sau khi đi chúc Tết đám bạn bè thân cận, đến ngày mùng 7 thì Vương Tử Quân cùng ông nội bay đến thủ đô. Vương Tử Quân cũng không còn tỏ ra kháng cự vì mục đích của chuyến đi lần này như trước, nhưng hắn cũng không nóng bỏng chờ mong như ông nội mình. Tốt nhất là cứ làm cho xong. Vương Tử Quân vừa nghĩ đến tình huống Tần Hồng Cẩm đi xa tha hương thì trong lòng đã bùng lên cảm giác khó chịu. Một cô gái tốt như vậy lại phả ra rời vòng tay của mình, nhưng hắn cũng không dám nói ra, vì ông nội đang ngồi kia với vẻ mặt nghiêm túc. Xuống máy bay thì một chiếc Audi biển số quân đội chờ sẵn ngoài cửa, đứng ở phía trước chiếc Audi là một người đàn ông quân nhân hơn 50 tuổi. Người này gương mặt oai hùng, nhưng điều làm người ta chú ý cũng không phải là vẻ bề ngoài của hắn, mà trên bờ vai có một ngôi sao lấp lánh. Thiếu tướng, người này là một thiếu tướng. Xem ra ông nội sắp xếp cho Vương Tử Quân hắn gặp một gia đình khó lường, ngay cả việc ra sân bay tiếp đón cũng là một thiếu tướng. Chào chú Vương. Viên thiếu tướng thấy Vương lão gia tử thì vội vàng tiến lên chào một cái theo kiểu quân đội, sau đó tiến đến bên cạnh với dáng đi như rồng như hổ. Ha ha ha, tiểu tam tử đấy à, vài năm không gặp mà tiểu tử cậu đã là thiếu tướng, coi như làm cho lão thủ trưởng đây phải giật mình. Vương lão gia tử bắt chặt tay viên thiếu tướng rồi cười lớn nói. Chú Vương, chú quá khen. Viên thiếu tướng trung niên cười từ tốn nói, sau đó chỉ vào Vương Tử Quân. Vị này có phải là cháu nội của chú Vương không? Quả nhiên tuấn tú lịch sự. Nếu nói về vẻ bề ngoài thì Vương Tử Quân không được gọi là tuyệt đỉnh anh tuấn, thế nhưng cũng là một kẻ khí mạo đường đường, cao lớn hiên ngang. Đặc biệt là những từng trải kiếp trước và những rèn luyện trong quan trường thời gian qua càng không dễ làm cho người bình thường có thể so sánh được. Tử Quân, đây là chú Mạc Tam Thúc. Sau này nếu không giải quyết được việc gì ở thủ đô, cứ tìm đến cậu ấy là được. Vương lão gia tử hôm nay có vẻ nói hơi nhiều, lão vẫy tay với Vương Tử Quân rồi cười lớn. Chào chú Mạc Tam Thúc, chúc chú năm mới vui vẻ. Vương Tử Quân khẽ bắt chặt tay viên thiếu tướng, sau đó dùng giọng điệu khiêm tốn nói. Viên thiếu tướng được xưng là Mạc Tam Thúc đưa mắt lên người Vương Tử Quân một phút đồng hồ, sau đó mới cười nói. Cũng chúc cậu năm mới vui vẻ, Tử Quân này. Sau này nếu đến thủ đô và có việc gì thì cứ tìm tôi, chúng ta là người một nhà cũng không nói nhiều. Chú Vương, sân bay có hơi lạnh, chúng ta lên xe về nhà rồi nói sau, bố của cháu đang đợi chú, hôm nay sẽ phá lệ cho người chuẩn bị một dương rượu. Mạc Tam nói rồi khẽ mở cửa chiếc Audi. Đợi nhóm Vương Tử Quân lên xe, chiếc Audi nhẹ nhàng linh hoạt rời khỏi sân bay, đường chạy thông suốt, xe trực tiếp chạy về hướng Tây. Trên xe Mạc Tam Thúc khẽ mở miệng đàm thoại với Vương lão gia tử, hắt biết Mạc Tam Thúc tên là Mạc Đức Lương, chính là một vị sư trưởng. Trong lúc Mạc Đức Lương đàm thoại với Vương lão gia tử thì Vương Tử Quân rất ít lên tiếng, trên mặt treo nụ cười nhạt, trầm mặc không nói nhiều lời. Trước khi đến thì Vương Tử Quân đã được ông nội nói cho biết rõ sắp tới mình sẽ gặp hạng người gì, dù hắn là kẻ trọng sinh nhưng vừa nghĩ đến người mình sắp gặp, hắn cũng cảm thấy trái tim đập lên rộn rã. Chiếc Audi dừng lại bên một khu biệt thự canh gác nghiêm ngặt, khi Vương Tử Quân dìu ông nội xuống xe thì một âm thanh vang lên từ cổng ra vào. Hay cho Vương lão hổ, đã bao năm không gặp rồi. Hôm nay đến nhà tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi không cho cậu uống gục, thì tôi sẽ không tha. Khi âm thanh kia truyền đến,
một ông lão mặc trang phục trung sơn từ cổng đi ra. Chào thủ trưởng. Vương lão gia tử thấy ông lão kia thì đứng thẳng người, quy củ chào theo nghi thức quân đội. Được rồi, chúng ta đều đã là người về hưu, cũng đừng khách khí nữa, theo tôi vào nhà. Ông cụ kia vừa nói vừa kéo tay Vương lão gia tử đi vào trong biệt thự. Biệt thự không lớn, thiết bị lắp đặt có vẻ đơn giản nhưng lại lộ ra vẻ tinh xảo, có không khí trang nghiêm cổ xưa. Vương Tử Quân tuy tâm tình khá mạnh, người bình thường khó thể sánh được, nhưng hắn vào trong căn biệt thự này và vẫn thấy mình bị đè nén. Vương lão hổ, đây là cháu nội của cậu sao? Mạc lão ngồi xuống ghế trong phòng khách thì chỉ vào Vương Tử Quân rồi hỏi. Lão thủ trưởng, đây là cháu nội của tôi, là Vương Tử Quân. Vương lão gia tử vừa nói vừa vẫy tay với Vương Tử Quân. Tử Quân, mau đến đây chúc Tết ông Mạc. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩa của từ chúc Tết, đó là quy cũ, bây giờ căn bản không còn được bảo tồn như xưa. Nhưng khi thấy ông nội trừng mắt, Vương Tử Quân cuối cùng cũng thành thật quỳ xuống, hắn dập đầu cung kính nói. Chúc ông Mạc năm mới vui vẻ hạnh phúc và sống lâu trăm tuổi. Vương Tử Quân không có chút kháng cự nào khi quỳ gối xuống trước mặt Mạc lão, ngược lại hắn còn tỏ ra rất trang trọng, không chút hàm hồ. Còn trẻ mà đã trầm ổn như vậy rồi, Vương lão hổ, đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước, đời sau mạnh hơn đời trước, coi như Vương lão hổ cậu cũng có người kế nghiệp. Mạc lão dùng ánh mắt sáng quắc và tràn đầy trí tuệ nhìn vào Vương Tử Quân, sau đó lại nhìn sang Vương lão gia tử và dùng giọng cảm thán nói. Đức Lương, gọi Hân Di lên đây ra mắt ông Vương. Mạc lão vung tay lên với Mạc Đức Lương rồi cười nói. Mạc Đức Lương đồng ý một tiếng, sau đó hắn xoay người đi ra ngoài. Một lát sau, một cô gái mặc áo trắng quần tây màu cà phê đi đến, cô gái có dáng người cao gầy, đôi mắt sáng, răng trắng bóng, mặt mày xinh đẹp, nếu nói về vẻ đẹp thì chỉ kém Tần Hồng Cẩm một chút mà thôi. Hân Di, đây là ông Vương. Mạc lão thấy cô gái kia đi đến thì khẽ cười nói. Chào ông Vương. Cô gái kia tuy cúi đầu chào hỏi nhưng cặp mắt linh động lại không ngừng đánh giá Vương lão gia tử. Tốt, tốt. Vương lão gia tử khẽ cười, sau đó lấy từ trong người ra một cái hộp nói. Lần đầu tiên gặp mặt, cũng không có thứ gì tốt cho cháu, Hân Di cầm lấy sợi dây chuyền này đi. Cảm ơn ông Vương. Hân Di cung kính nhận hộp quà nhỏ của Vương lão gia tử rồi khẽ nói lời cảm tạ. Hân Di này có biểu hiện rất tốt, nhưng Vương Tử Quân nãy giờ luôn đưa mắt đánh giá cô nàng này, hắn thấy khoảnh khắc khi tiếp nhận hộp quà thì trong mắt cô nàng có lóe lên chút khinh thường. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện của Hân Di thì trong lòng thầm kêu lên thảm thiết, hắn có chút căm tức, nhưng sau đó lại có ý nghĩ giải thoát. Cô bé này là con của đại gia tộc, căn bản xem thường hai ông cháu mình, chỉ cần nhìn thái độ ngạo mạn như vậy của đối phương thì biết lần này đến cầu thân là không ổn. Hân Di, Tử Quân vừa đến. Cũng còn chưa quen thuộc thủ đô, cháu đưa cậu ấy ra ngoài chơi một vòng, hai ông già chúng tôi sẽ nói chuyện tâm tình, các cô cậu cũng không cần ở lại. Mạc lão thấy cháu gái tiếp nhận hộp quà thì cười ha hả nói. Mạc Hân Di đồng ý một tiếng, sau đó nàng chậm rãi đi ra ngoài phòng khách, Vương Tử Quân cũng đi theo dưới ánh mắt chỉ bảo của Vương lão gia tử. Chương 188, tôi chính là tôi. Anh là Vương Tử Quân. Mạc Hân Di quay sang nhìn Vương Tử Quân rồi cười dịu dàng nói. Đúng, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Mạc Hân Di đã khôi phục lại bộ dạng tiểu thư khuê các, hắn dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh nói. Lúc này là năm mới, thủ đô cũng không có gì vui chơi, vừa vặn có vài người bạn tổ chức một cuộc khiêu vũ, không bằng chúng ta đến đó nhé. Mạc Hân Di nói đến khiêu vũ thì nở nụ cười tươi rói. Khiêu vũ? Vương Tử Quân năm xưa khi còn là bí thư đảng ủy trong trường đại học cũng đã tham gia những buổi khiêu vũ như vậy, nhưng lúc này hắn chợt cảm thấy nó rất xa xôi, hắn nghe Mạc Hân Di nói lời mời thì gật đầu sảng khoái. Được, chúng ta đến đó. Mạc Hân Di vung tay vẫy một chiếc xe, hai người nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Nàng căn bản không quan tâm đến Vương Tử Quân mà lấy gương ra trang điểm lại. Vương Tử Quân thấy Mạc Hân Di không quan tâm đến mình, thế là hắn cũng không nhiều lời. Hắn miễn cưỡng dựa lưng lên ghế, thầm nghĩ những tính toán của ông mình có lẽ đã thất bại rồi. 10 phút sau xe dừng lại trước một căn biệt thự 4 tầng, Mạc Hân Di lúc này mới ngừng trang điểm, nàng quay đầu sang dặn dò Vương Tử Quân. Vương Tử Quân, chút nữa anh đừng đi lại lung tung, kẻo lại đi lạc. Khi thấy Mạc Hân Di nói như vậy thì không khỏi làm cho Vương Tử Quân sinh ra chút phản cảm, chỉ là ngại mối quan hệ giữa ông nội và Mạc lão, thế cho nên cũng không chấp nhất Mạc Hân Di. À,
Tôi biết rồi. Vương Tử Quân giả vờ tỏ ra chăm chú, hắn khẽ gật đầu. Ôi, Hân Di, cuối cùng em cũng đến, hại chúng tôi đợi em một lúc lâu. Cửa xe Audi được mở ra, một tên thanh niên trẻ tuổi trải chuốt bóng loáng nở nụ cười nói với Mạc Hân Di. Khi thấy tên thanh niên này thì Mạc Hân Di nở nụ cười sáng lạn. Anh Quân Tài, cái gì mà chờ lâu, anh đúng là không nói lời thật lòng, anh đang đợi em, hay là đợi vị tiểu thư nào khác? Người thanh niên tên là Quân Tài rõ ràng là một kẻ miệng lưỡi trơn tru, Vương Tử Quân thấy mình chỉ cần cười chào hỏi mà thôi, bịa chuyện vài câu là được. Nhưng tên thanh niên tên là Quân Tài kia lại không có ý cười, cũng không nói thêm điều gì, ý nghĩ đã rất rõ ràng. Hừ, em biết anh Quân Tài nghĩ đến điều gì, không có vị kia trong nhà em ở chỗ này, chẳng lẽ anh nói vài câu cũng không được sao? Mạc Hân Di tỏ ra rất đáng thương, vẻ mặt thất vọng, mà cũng có chút lạnh lùng. Hi hi, xấu hổ quá, em cũng là cô gái lớn, anh cũng không thể chọc em cho vui được. Tên thanh niên Quân Tài nở nụ cười, lúc này mới đưa mắt đến Vương Tử Quân ở sau lưng Mạc Hân Di, ánh mắt chớp động, xem như đã hiểu ra điều gì đó. Mạc Hân Di và Vương Tử Quân cùng xuống xe, nàng cũng thấy rõ Quân Tài nhìn Vương Tử Quân, thế là nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Anh Quân Tài, vị kia trong nhà đã cho em đến đây, còn đây là Vương Tử Quân, là bạn thế giao của nhà em. Lần đầu tiên đến thủ đô, ông cho em đưa anh ấy đi dạo chơi. Được, được, em đến là tốt rồi. Quân Tài nói với vẻ mặt tràn đầy vui mừng, giống như không thèm quan tâm đến lời giới thiệu của Mạc Hân Di. Ôi, Hân Di, em đã đến rồi, làm bọn anh chờ nãy giờ. Vài tên thanh niên cả nam lẫn nữ từ trong phòng khách chạy ra, khi thấy Mạc Hân Di thì tiến lên ôm một cái, sau đó bọn họ tụ tập lại thành một nhóm liên tục cười cười nói nói. Vương Tử Quân nhìn cách ăn mặc của đám người kia thì biết đây là một nhóm con nhà giàu có quyền quý ở thủ đô, sau lưng đám người này có lẽ đều là một ngọn núi lớn. Mạc Hân Di, chị em khi nào mới đến? Một âm thanh trầm ổn truyền ra, một tên đàn ông hơn 20 tuổi bình tĩnh từ trong biệt thự đi ra. Anh Kiến Thiết, chị em đã đồng ý đến đây, có lẽ sẽ sắp đến. Mạc Hân Di dùng ánh mắt cẩn thận nhìn người đàn ông kia. Tốt! Người đàn ông khẽ gật đầu. Sau đó hắn xoay người đi vào biệt thự. Vương Tử Quân lúc này đứng bên cạnh Quân Tài, hắn chợt nghe thấy đối phương khẽ nói một câu, chỉ là một tên phó ban, có gì mà trâu bò. Biệt thự rất rộng rãi, trong không gian hơn 200 mét vuông không những có một đài khiêu vũ, còn có 10 cái bàn và nhiều chiếc ghế cao. Mạc Hân Di sau khi tiến vào biệt thự thì ném Vương Tử Quân sang một bên, không quan tâm, chỉ cùng nhỏ to nói chuyện với những cô gái khác. Khi Vương Tử Quân thấy có chút nhàm chán thì một tên thanh niên bưng ly rượu đi đến, hắn đánh giá Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng ngạo mạn hỏi. Tiểu tử cậu là con cóc muốn lấy Mạc Hân Di. Vẻ mặt Vương Tử Quân không khỏi biến đổi, mà tên thanh niên này vừa nói xong thì đám nam nữ bên kia cũng đưa mắt nhìn sang. Con cóc, anh muốn nhắc nhở cậu, đời người giống như một cuộc chơi, nhân vật gì chơi cái gì thì có quy luật hết rồi. Nếu cậu muốn lấy Mạc Hân Di, tôi khuyên cậu đừng nên không biết lượng sức. Cậu cũng nên xem lại chính mình, đừng tưởng rằng ở bên dưới là một nhân vật nhỏ mà chạy đến thủ đô làm loạn, thuần túy chẳng đáng là gì cả đâu. Tên thanh niên kia thấy mình là tiêu điểm của mọi người thì dục vọng càng biểu hiện mạnh liệt, hắn vung vẫy hai chân, hai tay ôm vai, không thèm quan tâm đến phản ứng của Vương Tử Quân. Trung Gia Kỳ, nói rất hay, phải làm cho hắn ta hiểu về mình mới được. Không đến phương Nam không biết mình ít tiền, không đến thủ đô không biết mình là quan nhỏ. Cũng không biết nghĩ mình là loại gì mà dám có ý với Mạc Hân Di. Hừ, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, quái lạ thật. Lại một tên thanh niên đi đến dùng ánh mắt trêu tức nhìn Vương Tử Quân, tên này mặc tây trang màu trắng, tóc chải chuốt bóng loáng. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng cười chế nhạo của đám thanh niên mà cảm thấy mặt đỏ tía tai, trong lòng thầm tức giận. Hắn cũng không quan tâm đến những lời mỉa mai của đám thanh niên không biết trời cao đất rộng này, nhưng bọn họ dám đùa cợt ông nội mình. Đây là thứ mà hắn khó thể tiếp nhận. Tôi là con cóc sao? Biết đâu tôi là quan nhỏ, nhưng ít nhất tôi còn có công tác, nếu so với đám ký sinh trùng các người, tôi cảm thấy mình thật sự không tệ. Vương Tử Quân đặt ly rượu trong tay xuống, sau đó xoay người đi ra ngoài cửa biệt thự. Không hài lòng thì thôi, mình cần gì phải so đo với đám người này. Vương Tử Quân hắn có thể nhân cơ hội này rời khỏi thủ đô, chặt đứt ý nghĩ kết thân của ông nội. Hắn vừa nói gì? Tên thanh niên mặc tây trang sững sốt một lúc lâu mới có phản ứng, sau đó hắn xông ra muốn giữ lấy Vương Tử Quân.
nhưng tên thanh niên còn chưa chụp được vào cổ áo của Vương Tử Quân, đã bị Vương Tử Quân chụp vào cổ tay, hắn cảm nhận được bàn tay yếu đuối của đối phương, thế là cười lạnh một tiếng nói. Cút đi! Trung Gia Kỳ trước nay tuy hoành hành ngang ngược nhưng chủ yếu dựa vào thế lực gia tộc, bây giờ đối mặt với bàn tay có lực của Vương Tử Quân thì không có sức hoàn thủ. Vương Tử Quân hất bàn tay của Trung Gia Kỳ ra, sau đó hắn cất bước đi ra ngoài biệt thự. Đúng lúc hắn đến cửa thì cửa lại bị đẩy ra, một cô gái mặc quân phục màu xanh đi đến trước mặt hắn. Ủa, Vương Tử Quân, sao anh lại ở chỗ này? Cô gái đối diện thấy mặt Vương Tử Quân thì gương mặt xinh đẹp có hơi ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó đã bị nụ cười che lấp. Vương Tử Quân cũng không ngờ có thể gặp Mạc Tiểu Bác ở chỗ này, tuy hắn có chuyện nhưng thấy nụ cười của nàng thì cũng không khỏi hơi ngây người. Tôi đến thủ đô có chút việc. Vương Tử Quân phục hồi sau phút giây ngây ngốc, sau đó dùng giọng bình tĩnh nói. Tiểu Bác, mau đi vào, bên ngoài rất lạnh. Quân Tài lúc này thấy Mạc Tiểu Bác đến thì hai mắt sáng ngời, hắn nhanh chóng đi ra cửa. Lúc này tên thanh niên được gọi là anh Kiến Thiết đang lẳng lặng nói chuyện với đám người cũng đứng lên, hắn cẩn thận sửa sang lại y trang của mình, sau đó mới đi ra cửa với nụ cười trìu mến. Khoảnh khắc này tất cả ánh mắt của đám người trong đại sảnh đều nhìn về phía cô gái mặc quân trang, mà Mạc Tiểu Bắc lại giống như một cây bạc dương đứng hiên ngang trong gió. Mạc Hân Di đang được những cô gái trẻ vây quanh như sao quanh trăng, bây giờ lại biến thành một ngôi sao nhỏ dưới ánh trăng, căn bản không còn chút ánh sáng. Mạc Tiểu Bắc đối diện với nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, nàng có hơi cau mày, sau đó ánh mắt lại rơi lên người Vương Tử Quân, nàng nói. Bây giờ anh có việc gì thế? Tùy tiện đi dạo thôi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Mạc Tiểu Bắc, sau đó tùy ý đi ra ngoài. Vương Tử Quân chưa từng có ý nghĩ không an phận với Mạc Tiểu Bắc, tuy cô gái này nhìn xinh đẹp động lòng người nhưng hắn cảm thấy có vài chuyện khó thể thành, hơn nữa trong lòng còn vương vấn hình bóng của Tần Hồng Cẩm mãi không quên. Tôi đi với anh. Ba chữ nhàn nhạt phát ra từ trong miệng của Mạc Tiểu Bắc, nàng vừa nói vừa khẽ cười xin lỗi với tên đàn ông đã đi ra tiếp đón, sau đó rút tay vào túi áo cùng sóng vai Vương Tử Quân đi ra ngoài. Dương Quân Tài đã đi đến bên cạnh Mạc Tiểu Bắc chợt cau mày, hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn Vương Tử Quân cùng đi với Mạc Tiểu Bắc, trong lòng chợt bốc lên ngọn lửa. Hắn không muốn tin, nhưng tình huống trước mắt là thực chất, Mạc Tiểu Bắc với tính cách như vậy lại chủ động đi cùng người đàn ông kia sao? Bước tiến của Lưu Kiến Thiết lúc này cũng không còn được trấn định tự nhiên như lúc vừa rồi, tâm tình bình tĩnh thường xuyên được trưởng bối khen ngợi cũng trở nên hoảng loạn. Mạc Tiểu Bắc làm sao vậy? Sao nàng lại chủ động theo gót người đàn ông kia? Hay là một người thích ăn thịt cá hải sản, bây giờ trước mặt xuất hiện một dĩa rau xanh thì trong lòng sinh ra cảm giác mới lạ. Mạc Hân Di cũng há hốc miệng, nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn những gì đang diễn ra. Người đàn ông mà nàng không thèm ngó ngàng đến lại giống như một ngọn núi lớn áp đảo chị của mình, mà chị mình cũng ngoan ngoãn đi theo hắn. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tiểu Bắc, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong rồi. Dương Quân Tài không cam lòng cho Mạc Tiểu Bắc bỏ đi, hắn lớn tiếng hô lên với hai người Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc. Vậy các anh cứ bắt đầu đi. Mạc Tiểu Bắc nghe thấy Dương Quân Tài nói như vậy thì quay sang nói một câu. Sau đó tiếp tục cùng Vương Tử Quân tiến lên phía trước. Này, anh bạn, anh đi thì nhân số cũng không đủ, ở lại chơi đùa đi. Cặp mắt của Lưu Kiến Thiết chợt xoay chuyển, hắn quyết định mở đường đột phá trên người Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không có tâm tình gì trước lời mời của Lưu Kiến Thiết, lúc này hắn cũng không muốn ở lại đây thêm phút giây nào. Chí bất đồng bất tương mưu, anh ấy không phải là cùng một loại người với các anh, mà các anh cứ chơi đùa đi. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị mở miệng thì Mạc Tiểu Bắc đã xoay người nói với Lưu Kiến Thiết và Dương Quân Tài. Vương Tử Quân không ngờ Mạc Tiểu Bắc lại nói lời từ chối chém đinh chặt sắt như vậy, hắn đi ra khỏi cửa và quay lại nhìn thoáng qua, Mạc Tiểu Bắc cũng nhanh chóng tiến lên đi theo sau. Anh đi đâu vậy? Mạc Tiểu Bắc dừng lại sau lưng Vương Tử Quân rồi khẽ hỏi. Không đi đâu cả. Vương Tử Quân nói rồi tiếp tục đi về phía trước. Rừng. Một tiếng mô tô vang lên. Một chiếc xe máy dừng lại trước mặt Vương Tử Quân, Mạc Tiểu Bắc chỉ vào chiếc xe máy nói. Lên xe đi, tôi đưa anh đi. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc ngồi trên xe mà khóe miệng chợt cong lên, hắn thật sự muốn cười. Một nữ quân nhan dịu dàng xinh đẹp lại ngồi trên một chiếc xe máy đầy nam tính thế sao? Vương Tử Quân dù rất muốn cười nhưng thấy bộ dạng chăm chú của Mạc Tiểu Bắc thì vẫn leo lên xe, chiếc xe máy phát ra những âm thanh khá lớn rồi phóng đi. Thấy chưa? Là một con cóc mà cũng được ngồi lên xe của Mạc Tiểu Bắc.
Một tên thanh niên hơn 20 dùng ánh mắt không tưởng nhìn Mạc Tiểu Bắc và Vương Tử Quân bỏ đi, hai bàn tay có hơi rung động. Lưu Kiến Thiết và Dương Quân Tài cùng nhìn về phía tên thanh niên kia, bốn mắt phẫn nộ làm cho đối phương cảm thấy trong lòng run lên. Mạc Tiểu Bắc bỏ đi giống như làm cho bầu không khí của bữa tiệc khiêu vũ giảm xuống cực độ, mất hết hưng phấn. Anh Kiến Thiết, bây giờ bắt đầu được chưa? Các người cứ chơi đùa đi, tôi còn có việc. Lưu Kiến Thiết nhìn tên thanh niên mở miệng hỏi mình mà phất tay giống như đuổi ruồi, sau đó nhanh chóng tiến ra cửa. Dương Quân Tài cũng giống như rất bận rộn, hắn gọi điện thoại rồi nhanh chóng bỏ đi, thế là một buổi khiêu vũ tan rã trong bầu không khí không vui. Chiếc xe mô tô tuy rất khí phách nhưng gió lạnh gào thét bên tai giống như những ngọn dao cắt vào da thịt, làm cho Vương Tử Quân cảm thấy lạnh run người. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mạc Tiểu Bắc, nàng chạy càng nhanh thêm, thế là hắn cũng không nói gì. Ai ngờ Mạc Tiểu Bắc dùng dư quang khóe mắt nhìn hắn, sau đó lớn tiếng nói. Vương Tử Quân, cần phải chịu lạnh tốt mới được. May mà 10 phút sau thì chiếc xe dừng lại, Vương Tử Quân nhìn căn tứ hợp viện trước mắt mà ngây người, thầm nghĩ tiểu nha đầu này đưa mình đến khu nhà tứ hợp viện nổi tiếng Bắc Kinh sao. Xuống xe. Mạc Tiểu Bắc nhảy xuống xe, cơ thể tạo nên một đường cong trên không trung. Đây là nơi nào? Vương Tử Quân trà sát hai tay lạnh cóng, hắn cuối cùng cũng mở miệng hỏi vấn đề mình quan tâm. Đi tìm cái gì ăn cái đã. Mạc Tiểu Bắc nói rồi đi vào trong tứ hợp viện. Bên ngoài tứ hợp viện có treo một bảng hiệu, trên đó viết những món hầm cách thủy rất lạ. Đẩy cửa đi vào mới biết bên trong được lắp đặt thiết bị như một quán cơm, cách bài trí như kiểu Nhật Bản, các món ăn có hương vị vùng Đông Bắc. Hai người ngồi đối diện nhau, nhiệt độ trong phòng khá ấm, có cảm giác của mùa xuân. Vương Tử Quân lần đầu tiên đi vào trong quán ăn được lắp đặt thiết bị cách điệu như thế này, hai chân dài không có chỗ đặt, muốn duỗi ra một chút cho đỡ mỏi thì lại đụng vào bàn chân mềm mại của Mạc Tiểu Bắc, thế nên lại rụt về ngồi thẳng lưng. Mạc Tiểu Bắc ở phía đối diện có hơi đỏ mặt, nhưng sau đó nàng lại giả vờ như không có gì xảy ra, nàng cầm lấy thực đơn xem món ăn để che gương mặt mình lại. Vương Tử Quân trà trộn vào trong quan trường có ba thứ làm cho chính mình phải cảm khái, một là hội nghị nhiều, văn kiện nhiều, xã giao nhiều. Hắn cũng là người từng ăn qua nhiều sơn hào hải vị, nhưng món ăn ở quán cơm Đông Bắc này vẫn làm cho hắn ngạc nhiên. Người Đông Bắc tùy tiện, món ăn cũng rất khí khái, chim trên trời, cá dưới nước, thú trong rừng, quả trên cây, cỏ trên đất, tất cả đều có thể làm món ăn, đều không thoát khỏi số phận được hầm cách thủy. Tuy hắn đã ném qua nhiều sơn hào hải vị nhưng bữa cơm hôm nay vẫn rất thỏa mãn. Hai người ăn bốn món, thịt heo dưa chua nấu miến, cá sốt gà, gà xé, bánh canh, dù là nóng hay lạnh đều có cả. Vương Tử Quân thầm cảm thán hương vị món ăn Đông Bắc, thật sự là thể hiện tinh túy của Trung Quốc. Dù là kiếp trước hay kiếp này thì Vương Tử Quân ăn cơm đều thực hiện quy luật dưỡng sinh, đó là nhai từ từ và nuốt chậm, nhưng khi bàn tay trắng nõn của Mạc Tiểu Bắc cầm đũa thì hắn thiếu chút nữa cắn vào lưỡi. Vương Tử Quân tự nghĩ mình đã gặp qua nhiều người phụ nữ, mỗi người một vẻ, ăn cơm lại có cùng một hình tượng, gắp thức ăn xem xét một lúc lâu như xem tướng, sau đó chú ý bỏ vào miệng giống như một con mèo nhỏ ăn cơm, hắn chưa từng thấy người phụ nữ nào dùng cơm như Mạc Tiểu Bắc. Phải dùng từ ngữ gì để nói về tốc độ dùng cơm của nàng? Vương Tử Quân suy nghĩ một lúc lâu, thật sự không thể nào tìm ra từ ngữ phù hợp, dù dùng từ gió cuốn mây tan cũng giống như chưa đủ. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc cúi đầu và cơm, đúng lúc Mạc Tiểu Bắc ngẩng đầu lên, nàng thấy mình sững sờ thì hờn dỗi nói. Thế nào, chưa thấy phụ nữ dùng cơm sao? Vương Tử Quân cười lớn, hắn thấy tướng ăn của Mạc Tiểu Bắc thì không khỏi sinh ra hảo cảm, cô gái này hoàn toàn không có bộ dạng giả bộ, chưa từng cạch cớm, rất thẳng thắn, có bản sắc. Cuối cùng hai người cũng ăn sạch sẽ mọi thứ, Vương Tử Quân lấy khăn giấy đưa cho Mạc Tiểu Bắc ở đối diện, sau đó hai người nhìn nhau cười ha ha. Chương 189, tất cả đều có thể. Mạc Tiểu Bắc và Tần Hồng Cẩm có hai tính cách hoàn toàn khác biệt nhau, dù là nhìn từ bề ngoài hay tính cách đều có sự khác biệt rất lớn. Tần Hồng Cẩm là một cô gái có tâm kế, chí hướng cao xa, nàng dịu dàng thông minh, năng lực hơn người, đặc biệt là giỏi giang trong thương giới, bày mưu nghĩ kế, luôn làm cho Vương Tử Quân phải lau mắt mà nhìn. Nhưng Mạc Tiểu Bắc lại khác, Mạc Tiểu Bắc tuyệt đối là một cô gái quân nhân khờ dại rực rỡ. Xinh đẹp trong trắng, yên lặng nhàn nhã. Nàng là người lòng dạ không sâu, rất đơn thuần, sẽ vì chút vui sướng nho nhỏ mà hô lên lớn tiếng, hân hoan tung tăng như chim sẻ. Nhưng điều làm cho Vương Tử Quân cảm thấy khó hiểu chính là hai cô gái có tính cách khác biệt như vậy lại làm hắn sinh ra cảm giác thân thiết theo bản năng.
Vương Tử Quân ăn cơm với Mạc Tiểu Bắc mà cảm thấy rất vui vẻ thoải mái, nàng là một cô gái nhanh mồm nhanh miệng, cũng không gượng ép, điều này làm cho hắn cảm thấy tự nhiên, thanh thản, tự tại. Cử chỉ của nàng rất khiêm tốn, thanh nhã cẩn thận, tinh tế trong suốt, lại không mất đi tính truyền thống. Hơn nữa cô gái thông minh như thế này lại phải làm một quân nhân, đúng là lãng phí tư chất. Một nhân viên phục vụ mặc áo màu xanh gõ cửa tiến vào dâng lên hai ly trà xanh, Mạc Tiểu Bắc cười nghịch ngợm, nàng nghiêm trang ra lệnh. Đồng chí Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bị vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Tiểu Bắc làm cho chọc cười, vậy là hắn cũng đưa tay chào theo kiểu quân đội, sau đó dùng giọng khí phách nói. Có tôi. Mời anh tiếp nhận nhiệm vụ. Mời uống trà. Mạc Tiểu Bắc thấy Vương Tử Quân phối hợp ăn ý thì nở nụ cười vui vẻ như một đứa bé. Vương Tử Quân, chúng ta đến trường thành chơi đi. Ánh mắt Mạc Tiểu Bắc chợt trở nên lấp lánh, nàng dùng giọng hào hứng bừng bừng nói. Trời lạnh thế này mà đến trường thành, đúng là chỉ có nàng mới nghĩ ra được. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt tỏa sáng vì hưng phấn của Mạc Tiểu Bắc, hắn cũng không đành lòng quét đi sự vui vẻ của nàng, thế là chỉ cười cười mà không tỏ thái độ. Mạc Tiểu Bắc nghiêng đầu nhìn Vương Tử Quân, trong ánh mắt là cái nhìn vui vẻ, cũng không chịu bỏ qua. Anh bảo trì trạng thái trầm mặc, tôi có thể coi đó là lời đồng ý rồi không? Vương Tử Quân bị tính tình trẻ con của Mạc Tiểu Bắc đả động, đã đến thì rong chơi một bữa, đi thì đi. Vì nguyên nhân thời tiết, mùa đông là lúc du lịch ế hàng, thế cho nên một địa điểm như trường thành trước nay luôn thu hút khách nước ngoài lại trở thành một điểm đến lý tưởng. Đường đi đến trường thành cũng không có hiện tượng kẹt xe, du khách lên tham quan trường thành cũng không nhiều, ít nhất cũng không đổ sộ như những mùa hoàng kim cho du lịch. Hai người chạy một chiếc mô tô đến dưới chân trường thành, sau đó một trước một sau leo lên trường thành. Phải nói là tốt chất cơ thể của Mạc Tiểu Bắc thật sự không tệ, nàng hoan hô tung tăng như chim sẻ, chỉ sau chốc lát đã bỏ lại Vương Tử Quân ở sau lưng. Nàng đứng trên điểm cao mà hô lớn với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân, nhanh lên một chút. Vương Tử Quân đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào rút ngắn khoảng cách với Mạc Tiểu Bắc, hắn nhìn vẻ vui sướng như một đứa bé của nàng mà mệt mỏi không thể chịu nổi, hắn hô lên một câu. Mạc Tiểu Bắc, cô đừng chạy nhanh như vậy, chờ tôi một chút. Anh nhanh lên, mau đuổi theo tôi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt dương dương đắc ý của Mạc Tiểu Bắc mà dùng giọng nhụt chí nói. Thiếu tá Mạc, nếu nói về leo trèo thế này tôi không bằng cô, tôi nhận thua, tôi dứt khoát ngồi đây cho khỏe, chính cô đi lên đi. Mạc Tiểu Bắc không biết đó là một cái kế, nàng thấy Vương Tử Quân kiệt sức dừng lại thì ngồi xuống trên bậc thang, sau đó bắt đầu nghịch ngợm đủ thứ. Sau đó nàng lại nhảy lên hai ba bậc rồi quệt miệng nói. Được rồi. Được rồi, chúng ta cùng đi, như vậy được chưa? Vậy thì cô thua đi. Vương Tử Quân thấy Mạc Tiểu Bắc dừng lại nghỉ thì nhanh chóng đứng lên chạy thật nhanh, cuối cùng đã bỏ lại nàng ở sau lưng. Vương Tử Quân, anh quá mưu mẹo. Mạc Tiểu Bắc nở nụ cười dí dỏm, sau đó dùng giọng vui vẻ nói. Cuối cùng nàng cũng không muốn chịu thua, thế là hô hào đuổi theo phía sau. Mùa đông ở Bắc Kinh cũng không quá kém, chỉ là gió thổi hơi nhiều, may mà hôm nay gió không lớn. Trời xanh và có thêm vài đám mây. Hai người Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc dừng lại ở một điểm cao, Vương Tử Quân lấy tay chống đầu nhìn Mạc Tiểu Bắc ở bên cạnh. Gương mặt nàng đỏ bừng, giống như một quả táo chín treo trên cành, bừng ra ánh sáng lóng lánh dưới mặt trời. Vì vận động nhiều nên lúc này gặp môi vỉnh như bùng lửa, nói chung hai người vừa chạy đua nên cơ thể nóng lên, nàng cởi mũ ra, tóc dài không chịu sự trói buộc mà xõa xuống như một ngọn thác. Ánh nắng chưa ấm áp chiếu lên người, Vương Tử Quân chỉ cảm thấy trời thêm xanh mà mây thêm trắng, thể xác và tinh thần đều thanh thản, tự dưng cho rằng gió đông ở Bắc Kinh cũng ấp áp và dễ chịu, giống như giá rét không còn tồn tại, giống như mùa hè giá rét hàng lâm vậy. Anh chơi đủ chưa? Mạc Tiểu Bắc cười lớn hỏi Vương Tử Quân. Đủ rồi. Được rồi, bây giờ chúng ta về thôi, Mạc Lão dạy bảo rằng cần phải nghỉ ngơi cho tốt, cũng phải làm việc thật tốt. Dù sao bây giờ anh cũng đã chơi đủ, thế cho nên anh phải đi giúp tôi. Mạc Tiểu Bắc nói rồi cũng không ngần ngại mà đưa tay kéo Vương Tử Quân đứng lên. Khi bàn tay của Mạc Tiểu Bắc tiếp xúc với bàn tay mình, Vương Tử Quân chỉ cảm thấy một cảm giác mềm mại trơn bóng bùng lên, đúng lúc hắn cảm thấy rất tuyệt thì nàng đã cười lên khanh khách rồi kéo hắn chạy đi xa. Vương Tử Quân lắc đầu bất đắc dĩ, dù hắn có kinh nghiệm trọng sinh của hai đời, thế nhưng lúc này Mạc Tiểu Bắc ra bài không theo lẽ thường, điều này làm hắn cảm thấy thật sự bó tay chịu trói. Hai người đi xuống trường thành. Lại leo lên xe mô tô, chiếc mô tô nổ máy rung trời và chạy đi.
Nhưng lúc này chỉ sau một lát thì Mạc Tiểu Bắc lại dừng lại trước một căn nhà gạch xanh mái đỏ. Nếu nhàn rỗi không có việc gì, như vậy anh vào đây giải quyết cho tôi vài vấn đề khó khăn. Mạc Tiểu Bắc mở cửa rồi đi vào trong, lại đến bên cạnh một chiếc máy tính rồi khẽ nói. Gian phòng này không lớn, chỉ có một cái giường, một cái bàn, hai cái ghế và một tủ quần áo, đó là tất cả gia sản ở bên trong. Vương Tử Quân đưa mắt đánh giá gian phòng sạch sẽ và mộc mạc, hắn không khỏi ném ánh mắt về phía chiếc máy tính. Vừa rồi cô đưa tôi đi ăn cơm, lại đưa tôi đến dạo chơi ở Trường Thành, không phải vì hối lộ tôi, muốn tôi giải quyết vấn đề khó khăn cho cô đấy chứ. Vương Tử Quân kéo ghế ngồi xuống, sau đó hắn dùng giọng trêu chọc nói với Mạc Tiểu Bắc. À, đúng là như vậy. Mạc Tiểu Bắc không quay đầu lại, nàng thật sự giống như một cô gái thản nhiên không hiểu thế sự. Mạc Tiểu Bắc thẳng thắn làm cho Vương Tử Quân không còn lời nào để nói, hắn nhìn Mạc Tiểu Bắc đang chuyên chú gõ vài lệnh trên DOS, thế là không nhịn được phải nói. Lệnh DOS quá phiền, nếu có thể thao tác trực tiếp trên giao diện thì tốt hơn. Vương Tử Quân cũng xem như có chút cảm khái, hắn nhìn hệ điều hành phức tạp mà bắt đầu hoài niệm về hệ điều hành vào kiếp trước, nào có phiền toái như vậy. Mạc Tiểu Bắc đang chăm chú thao tác trên máy tính, nàng chợt xoay đầu lại thật mạnh. Sau đó dùng ánh mắt tràn đầy kinh dị nhìn Vương Tử Quân. Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng những thứ kia cũng không dễ xếp đặt gì. Mạc Tiểu Bắc nói xong cũng không đợi Vương Tử Quân lên tiếng, nàng bắt đầu dùng giọng thao thao bất tuyệt nói ra những ý tưởng của mình. Vương Tử Quân đang có biểu hiện rất lạnh nhạt, nhưng hắn nghe xong những ý tưởng của Mạc Tiểu Bắc thì không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Vào thời đại này mà có suy nghĩ như vậy, xem ra Mạc Tiểu Bắc cũng là một thiên tài máy tính. Sau một khoảng thời gian trao đổi đủ mọi thứ, Vương Tử Quân chợt vui vẻ, không tự giác nói ra những kiến thức của kiếp trước cho Mạc Tiểu Bắc, mà Mạc Tiểu Bắc nghe thấy vậy thì hai mắt cũng sáng lên. Ôi, trời tối nhanh quá. Mạc Tiểu Bắc rót nước cho Vương Tử Quân, nàng chợt nhìn ra bên ngoài, phát hiện bầu trời đã tối sầm xuống. Cũng không còn sớm, tôi phải quay về. Vương Tử Quân cũng không ngờ mình và Mạc Tiểu Bắc trò chuyện cả buổi chiều nhanh như thế, mà Mạc Tiểu Bắc vừa rồi nói năng như chim sáo. Bây giờ lại khôi phục vẻ mặt tranh nhã và lạnh lẽo giật mình. Anh phải về bên kia sao? Mạc Tiểu Bắc nhìn Vương Tử Quân bằng ánh mắt có chút tiếc nuối. Bên kia, bên nào? Vương Tử Quân cảm thấy câu hỏi của Mạc Tiểu Bắc quá khó hiểu. Đi thôi, tôi đưa anh đi uống rượu. Mạc Tiểu Bắc cũng không giải thích, nàng làm việc rất gọn gàng, nàng vừa nói vừa tắt máy tính. Vương Tử Quân khẽ gật đầu mà không nói gì cả. Nhưng khi hắn đẩy cửa ra ngoài thì gió lạnh thổi đến, hắn chợt cảm thấy hối hận vì cùng đi với Mạc Tiểu Bắc, vì nàng chạy xe mô tô, đi ra ngoài đường sẽ không phải lạnh như bình thường. Anh cầm lấy đi. Mạc Tiểu Bắc đi đến bên cạnh chiếc mô tô, sau đó trong tay tự nhiên có thêm một chiếc áo khoác quân nhân màu xanh. Cô mặc đi, tôi cũng không thấy lạnh. Vương Tử Quân dù thế nào cũng sẽ không để cho một cô gái đông lạnh được, chút tâm tính thương hoa tiếc ngọc này hắn cũng phải có. Nhưng lòng tốt của Vương Tử Quân lại không được Mạc Tiểu Bắc cảm tạ, nàng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, sau đó trong miệng lại dùng giọng không khách khí nói. Dối trá! Vương Tử Quân xấu hổ tiếp nhận áo khoác, sau đó hắn lại ngồi ra phía sau chiếc xe mô tô, sau đó không nhịn được phải hỏi. Sao cô lại chạy chiếc xe này? Tôi thích như vậy. Tuy gió vẫn rất lạnh nhưng giọng điệu của Mạc Tiểu Bắc vẫn như cũ. Một cô gái thích chạy xe mô tô, đúng là chóng mặt. Gió lạnh càng làm cho Vương Tử Quân không chịu được, thế là không khỏi vội vàng mặc áo khoác quân nhân vào. Cô có lạnh không? Vương Tử Quân cảm thấy ấm áp một chút, hắn vẫn không yên lòng hỏi Mạc Tiểu Bắc. Anh có phải cảm thấy mình đặc biệt ấm áp, thế nên mới quan tâm đến nhân dân đang lạnh lẽo? Âm thanh của Mạc Tiểu Bắc có chút đông cứng, nhưng Mạc Tiểu Bắc vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng va đập giữa hai hàm răng của nàng, gương mặt nhỏ nhắn bị gió thổi cho khô khốc, nhưng nhìn ra vẫn rất tốt. Dưới gió lạnh gào thét, đường đi cũng không có nhiều người, tiếng pháo thỉnh thoảng vang lên, dù mùa đông rất lạnh nhưng Vương Tử Quân vẫn cởi áo ra che lên người Mạc Tiểu Bắc. Này, tôi đã nói là không lạnh. Đúng là chuyên nói dối. Tiếng cười của Mạc Tiểu Bắc vang vọng giữa bầu trời đêm. Mạc Tiểu Bắc lái xe rất nhanh, khi Vương Tử Quân phát hiện mình sắp đông cứng thì căn biệt thự của Mạc Lão xuất hiện trong mắt hắn. Đi thôi. Mạc Tiểu Bắc dừng xe lại, sau đó nàng nhảy xuống xe. Vương Tử Quân thì lạnh đến mức hai chân phát run, muốn hoạt động tay chân cũng khó khăn. Anh làm sao vậy? Mạc Tiểu Bắc nhìn bộ dạng run rẩy của Vương Tử Quân thì không khỏi vung hai tay ôm hắn từ trên xe xuống. Ôi, này này,
cô làm gì vậy? Chờ chút. Vương Tử Quân hổn hển nói, chân của hắn đã tê dần, nhưng hơi thở như hoa lan của Mạc Tiểu Bắc đã phả vào sát bên mặt. Két. Cửa chính đột nhiên được mở ra, ánh sáng tràn ra ngoài giống như một đứa bé tinh nghịch chờ đợi buổi bình minh, vài ông lão đang nói cười hớn hở thấy hai người ôm nhau trước mặt thì không khỏi ngây cả người. Vương Tử Quân nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn thấy ông nội của mình vẫn đang còn ở bên cạnh Mạc lão, hai ông cụ lúc này đều dùng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn mình. Thật sự mất thể diện. Vương Tử Quân chợt nghĩ như vậy, thế là hắn muốn đẩy Mạc Tiểu Bắc ra, nhưng bây giờ hắn lạnh đến mức tay chân đông cứng, không đẩy thì không sao, vừa đụng vào người Mạc Tiểu Bắc thì không còn chút lực lượng nào. Lúc này hai người giống như đã dính vào nhau từ rất lâu rồi. Khi Vương Tử Quân cảm thấy đỏ mặt, may mà Mạc Tiểu Bắc điềm nhiên như không đặt hắn xuống đất, nhưng động tác mập mờ kia truyền vào mắt hai ông lão lại giống như một đôi uyên ương đang ôm ấy nhau vậy. Ha ha ha, anh Mạc, xem ra không quá vài ngày nữa thì tôi sẽ phải đến nhà anh uống rượu mừng, tôi còn lo lắng nhà đầu Tiểu Bắc kia không gả được, bây giờ xem ra cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm xuống một cành liễu lại mọc thành cây. Một ông lão nhìn có vẻ còn cao lớn hơn cả Mạc lão chợt lên tiếng, sau đó còn vỗ vào vai Mạc lão, âm thanh khá khẽ. Những ông lão còn lại cũng lên tiếng ồn ào, nhưng lúc này ánh mắt của Mạc lão và Vương lão gia tử đều có chút không đúng, đây là chuyện gì? Sao lại như thế này? Nếu so với sự kinh dị của Mạc lão thì đầu óc của Vương lão gia tử xoay chuyển rất nhanh, lão đã xem xét rất rõ tình huống của lão thủ trưởng, lão biết lão thủ trưởng chỉ có hai cháu gái một nội một ngoại, mà cháu gái nội của lão thủ trưởng là đại tài nữ nổi tiếng thủ đô, được không biết bao nhiêu con cháu nhà danh giá để ý. Vương lão gia tử tuy có giao tình rất sâu với Mạc lão, thế nhưng chính mình cũng hiểu lấy mình, biết rõ cháu gái nội của Mạc lão cũng không dễ động vào, thế cho nên mới đặt mục tiêu trên người cháu gái ngoại. Nhưng bây giờ nghe lời hai vị chiến hữu của mình lên tiếng, Vương lão gia tử cảm thấy cháu của mình hình như đã kết dính với cháu gái nội của Mạc lão. À, phải là dính chặt mới đúng, tiểu tử kia học trò vung tay sau lưng từ khi nào vậy? Bốn ông lão dùng ánh mắt đầy thiện chí nhìn Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc. Vương Tử Quân nào có thể chống lại ánh mắt của mọi người, thế là gương mặt không khỏi đỏ hồng, cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể bình tĩnh đứng đó mà thôi. Ông nội, cháu đưa Vương Tử Quân về nhà. Mạc Tiểu Bắc lại thật sự không kiêng kỵ gì ánh mắt của bốn ông lão, bộ dạng của nàng lại khéo léo hiểu lòng người, nàng kéo Vương Tử Quân mà không coi ai ra gì. Vương Tử Quân có chút sợ hãi, hắn không ngờ Mạc Tiểu Bắc có tính cách như vậy, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể giả câm giả điếc đi theo Mạc Tiểu Bắc. Khi hai người đi qua cửa chính thì bốn ông lão có sức ảnh hưởng khá lớn trong nước phải đứng tránh sang hai bên, tám cặp mắt nhìn về phía Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc. Vương Tử Quân còn không biết mình đi qua cửa chính như thế nào, giống như chính mình đang tiếp nhận sự kiểm duyệt của vài ông lão cay nghiệt vậy. Trời mùng 8 tháng giêng vẫn rất khô và lạnh, Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc ở huyện Lô Bắc, hắn lẳng lặng xem xét những văn kiện công tác của khối tư pháp vài năm qua. Tuy khối chính quyền nói mùng 8 sẽ bắt đầu công tác, nhưng thực tế lại không có công vụ gì, buổi sáng Bí thư Hầu Thiên Đông và các vị thường ủy đi chúc Tết, cũng mở một hội nghị họp mặt, thế là xem như một cái Tết âm lịch qua đi. Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc ngủ một giấc, bây giờ hắn mới có thời gian ngồi xuống xem xét văn kiện. Bây giờ hắn tuy là Bí thư ủy ban tư pháp nhưng vẫn chưa thật sự quen thuộc với công tác tư pháp. Vương Tử Quân và ông nội ở thủ đô một ngày thì quay về tỉnh Chiết Giang, hành trình đến thủ đô thật sự có chút thế tục, có chút lợi thế. Còn có chút rối trá, coi như chưa từng có gì phát sinh. Nhưng khi hắn xuống máy bay, ông nội lại vỗ vai hắn, tỏ ý khen một tiếng khá tốt, điều này làm cho hắn cảm nhận được hành trình đến thủ đô cũng xảy ra chút vấn đề. Mạc Tiểu Bắc đưa hắn về biệt thự thì trực tiếp bỏ đi, ngày hôm sau tiễn chân ra sân bay cũng không có mặt nàng. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Vương Tử Quân dùng giọng trầm ổn mời vào. Một người đàn ông dáng người không cao nhưng lại có vài phần khôn khéo đi vào bên trong, vừa vào cửa thì hắn đã cười tươi nói. Bí thư Vương, chúc mừng năm mới. Vương Tử Quân tuy vẫn chưa được miễn đi chức phó chủ tịch huyện, nhưng sau khi hắn đảm nhiệm vị trí bí thư ủy ban tư pháp thì tất cả các cán sự trong khối chính quyền huyện đều gọi hắn là bí thư Vương, đã lên cao thì không được gọi cấp thấp, đám người trong khối chính quyền huyện vẫn hiểu rất rõ điều này. Vương Tử Quân cũng biết người vào là ai. Đối phương là trưởng khoa quản lý sự vụ cơ quan Triệu Ương Tùng, đã từng có liên hệ với Vương Tử Quân vào lúc hắn vừa đến nhận chức. Trưởng khoa Triệu, mời ngồi. Vương Tử Quân thấy Triệu Ương Tùng đứng rất quy củ thì khẽ cười. Tôi đây cũng không bán vé đứng.
Triệu Ương Tùng thấy Vương Tử Quân nói vậy thì không khỏi nở nụ cười, nhưng hắn vẫn rất kính cẩn ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, bộ dạng ưỡn ngực ngẩng đầu, giống như bất cứ lúc nào cũng tiếp nhận chỉ thị của lãnh đạo. Bí thư Vương, lần này tôi đến báo cáo với anh về một việc. Triệu Ương Tùng dùng hai tay đưa thuốc cho Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân tiếp nhận điếu thuốc rồi cười cười. Trưởng khoa Triệu, anh muốn báo cáo công tác thì phải tìm chủ nhiệm Thái, anh ấy là người chủ quản văn phòng huyện ủy. Bí thư Vương, là thế này, khi anh đến thì chuyện nhà cửa rất căng, vài hôm trước tôi đã tìm được một căn, đây là chìa khóa nhà anh. Triệu Ương Tùng lấy ra một cái chìa khóa đặt trước mặt Vương Tử Quân. Chương 190, mãnh thú dễ khuất phục, nhân tâm khó cúi đầu. Từ ngày Vương Tử Quân đến huyện Lô Bắc công tác thì luôn ở nhà khách, hầu như chuyện sắp xếp nhà đã bị lãng quên, không ngờ lúc này mới đầu năm mà trưởng khoa Triệu Ương Tùng quản lý sự vụ cơ quan đã đến tìm mình, hơn nữa đối phương còn cho mình một món quà lớn, là một bộ chìa khóa. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt thân thiết của Triệu Ương Tùng, hắn trầm ngâm một chút rồi từ chối. Tôi là một người đàn ông độc thân, một người ăn no cả nhà không đói bụng, tôi ở nơi nào cũng được. Trưởng khoa Triệu, anh nên giữ căn nhà này lại cho các đồng chí cần sử dụng. Bí thư Vương, chúng tôi phân nhà cho anh cũng là theo quy định, đây là căn nhà phải phân cho anh ở. Nếu như anh không tiếp thu, như vậy chúng tôi sẽ không thể triển khai mở rộng công tác, mong lãnh đạo giúp đỡ cho công tác của chúng tôi. Triệu Ương Tùng nói ra những lời này biểu hiện giống như mong muốn lãnh đạo ủng hộ công tác của mình, nhưng thực tế lại hạ một bậc thang cho Vương Tử Quân, hắn muốn Vương Tử Quân tiếp nhận chìa khóa một cách quang minh chính đại, cũng không kém gì câu nói vuốt mông ngựa theo kiểu yêu cầu lãnh đạo quan tâm đến sức khỏe và đừng quá cố gắng công tác. Vào thời này chuyện phân phối nhà rất quan trọng, rất nhiều cán bộ thật sự trông mong có được một căn nhà đến đỏ mắt. Vương Tử Quân từ chối thì Triệu Ương Tùng xem là lãnh đạo khoan dung, nhưng mình là trưởng khoa sự vụ cơ quan, điều này tuyệt đối không thể để cho xảy ra. Nếu như anh xem đó là thật, lại lấy chìa khóa nhà khỏi tay lãnh đạo, vậy thì anh sai 10 phần. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nghiêm trang của Triệu Ương Tùng thì thầm gật đầu, thầm nghĩ tên Triệu Ương Tùng này còn trẻ mà ngồi lên vị trí trưởng khoa sự vụ cơ quan cấp bậc chính khoa, rõ ràng là phải có nhân tố sau lưng có cây đại thụ, bản thân cũng phải có tài năng. Vương Tử Quân cũng không kháng cự tình huống sắp xếp nhà cho mình, ở nhà khách thì thứ gì cũng không cần quan tâm nhưng cũng không tiện, hắn càng muốn mình có một căn nhà riêng. À, xem như tôi phối hợp công tác với trưởng khoa Triệu. Vương Tử Quân nói rồi bỏ chìa khóa nhà vào ngăn kéo. Triệu Ương Tùng tuy tỏ ra rất bình thản nhưng trong lòng lại bất ổn, hắn sợ Vương Tử Quân sống chết cũng không nhận chìa khóa. Nói thật ra thì chuyện nhà cửa của khoa sự vụ cơ quan là rất căng, nhưng dù căng thế nào cũng không thể thiếu nhà cho lãnh đạo được. Vương Tử Quân mới đến thì trưởng khoa Triệu có bối cảnh cao vời cũng không quá để ý, vì thế mà mãi lấy cớ không chịu cấp nhà. Nhưng khi Vương Tử Quân liên tục ra tay thể hiện thủ đoạn, Triệu Ương Tùng thật sự là đứng ngồi không yên. Cục trưởng Cục Công an Cơ Tòng Lương đã rời đài càng làm cho hắn lo sợ bất an, sợ có người vì chuyện nhà cửa này mà nói ra nói vào. Vì thế mà hôm nay vừa đi làm thì Triệu Ương Tùng đã nóng lòng chạy đến, hắn thừa dịp Vương Tử Quân còn chưa đến phát biểu nhận chức để vội vàng đưa một chiếc chìa khóa nhà. Bí thư Vương, anh nếu có bất kỳ yêu thích cá nhân nào có thể nói với tôi sẽ vì anh mà phục vụ, nếu anh có gì cần sai khiến thì cũng đừng quên nghĩ đến tôi. Triệu Ương Tùng thầm thở dài một hơi, sau đó nở nụ cười tươi rói với Vương Tử Quân. Tôi cũng không có yêu cầu đặc thù gì về việc lắp đặt trang thiết bị, thế này đi, anh xem xét sơn lại tường trắng là được. Vương Tử Quân khẽ vung tay rồi quyết định nhanh chóng. Triệu Ương Tùng tuy rất muốn biểu hiện thêm một chút nữa, nhưng thấy Vương Tử Quân lên tiếng và vung tay, thế cho nên cũng không dám nói nhiều lời, bắt đầu quay sang nói về những chuyện Tết nhất thăm hỏi sức khỏe. Hắn là người giỏi ăn nói. Nói vài ba câu đã làm cho Vương Tử Quân vui vẻ thoải mái, liên tục nở nụ cười. Bí thư Vương, tối nay anh có bận gì không? Nếu anh cho tôi một cơ hội, sợ rằng trưa nay tôi sẽ khó thể nào mà ngủ được. Sau khi đi một đường vòng khá xa, Triệu Ương Tùng cuối cùng cũng nói ra ý nghĩ của mình. Ăn cơm xã giao chính là một phương pháp quan trọng để kéo quan hệ trong quan trường, Vương Tử Quân cũng không phản đối với những tình huống dùng cơm như vậy, nhưng Triệu Ương Tùng mời cơm. Vương Tử Quân cũng thấy không nên lãng phí thời gian. Cứ để sau này xem thế nào, vẫn còn nhiều cơ hội, hôm nay tôi có sắp xếp khác. Vương Tử Quân khẽ khoát tay rồi dùng giọng thản nhiên nói. Được rồi, Bí thư Vương, anh cứ bận rộn công tác, có gì cứ cho vời một tiếng là được.
Triệu Ương Tùng cũng biết nắm chắc thời gian, hắn thấy mình đã ở lại khá lâu, thế nên đứng lên nói lời cáo từ. Vương Tử Quân cũng đứng lên, hắn mỉm cười tiễn chân vị trưởng khoa sự vụ cơ quan ra ngoài. Nhưng khi vị trưởng khoa này bỏ đi, điện thoại của Vương Tử Quân bắt đầu vang lên như đường dây nóng. Đầu tiên là Trương Thắng Lợi, sau đó là Phạm Hiểu Huy, cuối cùng là Ngụy Sinh Tân gọi điện thoại đến, mục đích chỉ có một, đó là muốn mời Bí Thư Vương đi dùng một bữa cơm đầu năm. Vương Tử Quân cũng không kháng cự với những bữa cơm liên lạc cảm tình, nhưng hắn còn chưa hiểu vì về những người kia, thế cho nên bảy lý do đã có sắp xếp mà từ chối. Sau khi điện thoại vang lên như đường dây nóng thì cũng an tĩnh trở lại, rõ ràng thời điểm mời cơm trước giờ chưa đã qua. Vương Tử Quân nhìn lại hai văn kiện trên bàn, lúc này Tôn Hạ Châu lại gõ cửa đi vào, đầu tiên hắn thay nước nóng trong phích, sau đó lại thay than trong lò. Bí Thư Vương. Tôn Hạ Châu thấy Vương Tử Quân vẫn còn xem xét văn kiện thì chợt bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi. Vương Tử Quân ít nhiều cũng có chút cảm tình với một Tôn Hạ Châu đi theo mình từ đầu đến giờ. Hắn nhìn bộ dạng đầy cảm xúc bất an của đối phương, thầm nghĩ người này vẫn cần phải tôi luyện, nếu so với một kẻ xảo quyệt như Triệu Ương Tùng thì vẫn còn kém khá xa. Có chuyện gì? Vương Tử Quân phất tay cho Tôn Hạ Châu ngồi xuống rồi nói. Bí Thư Vương, tôi muốn mời anh một bữa cơm. Tôn Hạ Châu giống như cuối cùng cũng lấy dũng khí, hắn đỏ mặt nói. Chỉ có hai người chúng ta thôi sao? Vương Tử Quân cười cười với Tôn Hạ Châu rồi nhấp một ngụm trà nói. Điều này, à, không phải, còn có anh rể của tôi. Tôn Hạ Châu vốn nói không phải, nhưng dưới ánh mắt sáng ngời của Vương Tử Quân, hắn phải nói ra lời thật lòng. Anh rể của cậu, anh ta đang làm gì? Vương Tử Quân dùng giọng hứng thú hỏi. Khi thấy Vương Tử Quân không nổi giận thì Tôn Hạ Châu mới bình tĩnh trở lại, hắn vội vàng giải thích. Bí Thư Vương, anh của tôi tên là Trương Tân Dương, là đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông huyện Lô Bắc. Đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông, rất có ý. Vương Tử Quân gật đầu nói. Chờ một lát, chúng ta cùng đi. Tôn Hạ Châu ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân mà thở dài một hơi, lúc này thời tiết vẫn còn lạnh lẽo nhưng hắn lại cảm thấy toàn thân khô nóng khó chịu. Hắn thầm thề, sau này nếu bất kỳ người nào nhờ vả mình cũng sẽ không làm, thật sự là tra tấn con người. Nhưng Tôn Hạ Châu thật sự không có lý do gì từ chối lời yêu cầu của anh rể Trương Tân Dương. Vì hắn tốt nghiệp đại học vốn bị sắp xếp xuống nông thôn dạy học, nhưng anh rể đã cầu xin tứ phương, mất rất nhiều trắc trở mới đưa hắn vào trong khối chính quyền huyện mà ai ai cũng hâm mộ. Bây giờ anh rể của mình có việc, dù thế nào thì hắn cũng phải hoàn thành. Hạ Châu, thế nào rồi? Khi Tôn Hạ Châu quay lại phòng làm việc thì một người đàn ông hơn 40 có gương mặt ngăm đen đã dùng giọng không chờ đợi được nói. Lần đầu tiên Tôn Hạ Châu gặp mặt anh rể của mình, hắn xem đó là hình tượng bình ổn bốn phương. Dù là sự việc gì xảy ra thì biểu hiện vẫn như thường. Nhưng bây giờ thấy anh rể tỏ ra bất an thì trong lòng thầm cảm thán, đúng là quan trường. Thành công, Bí Thư Vương nói lát nữa cùng đi. Tôn Hạ Châu khẽ cười nói ra tin tức tốt lành. Vậy thì tốt rồi, tôi nói mà, cậu là người có tương lai, sau này nên đi theo Bí Thư Vương, có việc gì tốt cũng đừng quên nói với anh đây. Trương Tân Dương vừa nghe nói mời được Bí Thư Vương thì vẻ mặt chợt tỏ ra vui mừng khó kiềm chế, trong lòng còn có vài phần nịnh hót. Tôn Hạ Châu thật sự sinh ra cảm giác hưởng thụ với những lời của anh rể mình, hắn trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Anh rể, lần này anh cần phải sắp xếp cho tốt, Bí Thư Vương đến đây nhiều ngày, rất ít khi cùng người nào ra ngoài dùng cơm. Đúng rồi, anh ấy không thích nơi náo nhiệt, anh cũng nên chú ý cho. Trương Tân Dương gật đầu như gà mổ thóc mà ghi khắc từng chữ từng câu của Tôn Hạ Châu. Hắn cảm thấy đứa em rể của mình không còn là một thư ký được lãnh đạo tín nhiệm, mà thật sự biến thành thư ký chân chính. Bây giờ Tôn Hạ Châu có thể nói ra sở thích của Bí Thư Vương, rõ ràng là người được Bí Thư Vương sủng ái. Khi sắc trời dần tối, Vương Tử Quân cùng Tôn Hạ Châu rời khỏi khu văn phòng khối chính quyền, Trương Tân Dương đã đặc biệt chờ bên dưới cầu thang, lúc này thấy Vương Tử Quân đi xuống thì nhanh chóng vươn hai tay ra. Bí Thư Vương, chào anh. Trương Tân Dương cúi người nở nụ cười sáng lạn rồi dùng giọng trịnh trọng nói. Chào đội trưởng Tân Dương, hôm nay tôi cũng không biết nên đi đâu dùng cơm, xem ra lần này anh đã cứu tôi khỏi tình huống đói bụng. Vương Tử Quân bắt tay với Trương Tân Dương rồi cười nói. Trương Tân Dương tất nhiên sẽ không tin lời nói của Vương Tử Quân là thật, một vị cán bộ còn trẻ mà đã phát triển vượt bậc như vậy, đến tối không có xã giao sao. Đây là lời nói không khách khí của đối phương, mặc kệ anh có tin hay không,
nhưng Trương Tân Dương sẽ không tin. Trương Tân Dương biết rõ đây là Bí Thư Vương không muốn ra dáng với mình, bày ra tính tình hiền hòa. Bí Thư Vương sở dĩ làm như vậy mới mình cũng không phải vì nguyên nhân có Tôn Hạ Châu sao. Hắn nghĩ như vậy mà thầm cảm thán ánh mắt chiến lược năm xưa của mình, cũng không uổng công đẩy Tôn Hạ Châu vào công tác ở khối chính quyền huyện Lô Bắc. Có thể mời Bí Thư Vương dùng cơm thật sự là vinh hạnh rất lớn với tôi, Bí Thư Vương, mời anh. Trương Tân Dương nói rồi mở cửa chiếc xe Zeta rất mới ở bên cạnh. Vương Tử Quân nhìn chiếc Zeta màu trắng mà không nói gì, huyện Lô Bắc tuy nghèo nhưng dù chùa nghèo cũng có phương trượng giàu, chiếc xe này tuy không phải là của Trương Tân Dương, nhưng là một vị đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông, muốn có xe đi thì đơn giản như không. Đây là xe mượn của bạn bè, Bí Thư Vương, nếu như anh có việc cần dùng xe, cứ cho Hạ Châu gọi điện thoại cho tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể phục vụ anh. Trương Tân Dương giống như hiểu tâm tư của Vương Tử Quân, hắn vừa lái xe vừa quay đầu lại nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu mà không nói gì, hắn biết rõ mục đích Trương Tân Dương mời khách lần này, bây giờ tiếp xúc thì thấy đối phương cũng coi như có điểm sử dụng được. Trong các quán cơm ở huyện Lô Bắc, nổi danh nhất và đắt tiền nhất chính là Giáp Ngư Thôn, bình thường đơn vị cấp dưới đến mời lãnh đạo huyện dùng cơm đều thích đến chỗ này. Trương Tân Dương vốn cũng muốn đặt bàn ở Giáp Ngư Thôn. Nhưng nghe Tôn Hạ Châu nói Bí Thư Vương không thích náo nhiệt, thế cho nên đổi thành quán cơm Hâm Nhã. Quán cơm Hâm Nhã này nói về thức ăn cũng không kém Giáp Ngư Thôn, nhưng phương diện hoàn cảnh và không khí lại không thể so với Giáp Ngư Thôn, mà kinh doanh cũng không nóng sốt như Giáp Ngư Thôn. Trương Tân Dương rõ ràng rất quen thuộc quán ăn Hâm Nhã, hắn vừa vào thì ông chủ đã chạy ra đón chào. Nếu như là trước kia thì Trương Tân Dương sẽ vui vẻ thừa nhận, nhưng bây giờ có Vương Tử Quân ở bên cạnh, hắn thật sự có hơi khó chịu. Ánh mắt nhìn ông chủ Bạch Lão Nhị cũng không còn thân mật như xưa. Ông chủ Bạch Lão Nhị tất nhiên cũng không biết có chuyện gì xảy ra, hắn nhìn thấy hai người thanh niên đi theo Trương Tân Dương dùng cơm, tưởng rằng thuộc hạ cảnh sát mời lãnh đạo Trương Tân Dương dùng cơm, thế nên cực kỳ nhiệt tình với Trương Tân Dương mà Vương Tử Quân và Tôn Hạ Châu lại bị xem thường. Anh đưa thức ăn lên là được, dừng dài dòng. Trương Tân Dương nhìn bộ dạng vẫn mỉm cười vui vẻ của Vương Tử Quân nhưng trong lòng thật sự sợ hãi. Hắn thấy Bạch Lão Nhị còn đang ton hót thì không khỏi dùng giọng mất kiên nhẫn quát. Khi Bạch Lão Nhị đi xa thì Trương Tân Dương mới dùng giọng kính cẩn nói. Bí Thư Vương, người này thật sự không có mắt tinh đời. Vương Tử Quân chỉ cười cười, hắn hiểu nổi lo lắng của Trương Tân Dương, mà hắn đến bây giờ vẫn không thèm quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Bạch Lão Nhị tuy bị Trương Tân Dương đánh giá hơi kém nhưng tốc độ dâng thức ăn lại rất nhanh, chỉ sau chốc lát thì 8 món đã được dọn ra. Bí Thư Vương, tôi và Hạ Châu kính an một ly, chúc mừng năm mới. Trương Tân Dương đứng lên cầm lấy ly rượu ngũ lương rồi dùng giọng vui vẻ nói. Được, chúc mừng năm mới. Vương Tử Quân nói rồi cùng ly với Trương Tân Dương, hắn uống nửa ly rượu vào trong bụng. Rượu nóng có thể trừ đi cái lạnh, hơn nữa quán ăn Hâm Nhã này giữ ấm rất tốt. Sau khi uống hai ly rượu thì Vương Tử Quân đã cảm thấy toàn thân ấm lên, hắn cởi bỏ áo khoác rồi nói. Tân Dương. Bây giờ trong cục các anh như thế nào rồi? Vương Tử Quân hỏi một câu như vô tình nhưng thật sự lại rất quan tâm, hắn là bí thư ủy ban tư pháp, hắn chủ quản 4 bộ môn công an kiểm soát tư pháp tòa án, mà cục công an sắp xếp ở vị trí đầu tiên càng là quan trọng nhất. Nếu một vị bí thư ủy ban tư pháp không thể nắm chặt cục công an trong tay, như vậy thì coi như mất đi nửa giang sơn. Trước mắt cục công an như rắn mất đầu, sau khi Cơ Tòng Lương bị bắt đi thì các vị phó cục trưởng đều đưa mắt về vị trí cục trưởng. Ai cũng đỏ mắt muốn tiếp nhận vị trí cao vời kia. Mãnh thú dễ hàng phục, nhân tâm khó cúi đầu, khe rãnh dễ lấp đầy, nhân tâm khó thể trọn vẹn. Phương diện bổ nhiệm cục trưởng cục công an cực kỳ quan trọng với Vương Tử Quân, hắn có tác dụng gì trong công tác phân công lần này sẽ quyết định địa vị của hắn ở khối tư pháp. Lần này sở dĩ hắn đồng ý đi dùng cơm với Trương Tân Dương cũng vì muốn thăm dò xem cục công an như thế nào. Trương Tân Dương cũng không phải người tử lượng cao, hơn nữa hôm nay đầy tâm sự. Uống vài ly đã nóng ruột xót gan. Hắn đang gắp món ăn thì nghe thấy Vương Tử Quân hỏi như vậy, thế là đặt đũa xuống. Hắn biết mình có thể phát triển được hay không là nhờ vào những phút giây này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 14.